Quý vị coi có những đứa con người ta nhà giàu sang phú quý, vậy mà nhà giàu vậy mà đi chích xì ke vô tù ngồi chơi vậy đó, hoặc là đi giết người chơi vậy đó. Cha mẹ có tiền của nhiều vậy đó mà vậy đó, lạ thay, nó cầm dao về nó kê vô cổ cha mẹ nó kêu đưa tiền, trong khi tiền này là tương lai của nó, vậy mà nó kê dao vô cổ cha mẹ nó kêu đưa tiền, không đưa nó giết á. Vậy mà cuối cùng nó tạo tội giết người rồi cuối cùng vô tù ngồi, trong khi của cải này tương lai là của nó. Tại vì sao? Vì nó vô phước. Nó vô phước nó mới tạo ra những cái hành động như vậy. Quý vị nhìn rõ ràng không? Nên bây giờ mình là người nghe đạo, quý vị hãy tin con mình có phước, có phước phần rõ ràng. Mình là người nghe đạo rồi, mình biết bổ túc phước duyên, vậy thì mình cũng giúp cho con mình tạo phước duyên. Chứ mình đừng có đem con chồng nhà để lên vai. Cái người dại khờ cuộc đời của người chúng ta là đem tất cả những thứ đó để trên vai. Cứ bận tâm hoài trong cuộc đời, ăn thì 5-6 người cùng ăn, vậy mà kêu một mình lo, không có chuyện đó đâu bạn. Chùa chúng ta 700-800 người, những đức lo là lo dưới cái cương vị là tròn hết trách nhiệm thôi, chứ không có cái chuyện mà để trên vai mà suy nghĩ cái nặng nề tiêu cực đâu, không có đâu. Không bao giờ suy nghĩ rằng lỡ mai mốt không có gạo ăn sao, không có cái lý suy nghĩ này. Không có gạo thì chúng ta uống nước, thử có ai hơn ai, không còn trẻ mà uống nước chắc sống lâu hơn mấy bà già. Mấy bà già uống nước bà chết sớm. Thì bây giờ không có gạo thì chúng ta uống nước thử coi sao. Không có nước, không có nước thì nhịn đói. Chúng ta là cái dạng muốn về cực lạc là cái dạng liều mạng. Đã là cái dạng liều mạng thì còn cái gì câu thúc được chúng ta? Cái dạng muốn về cực lạc là cái dạng này là cái dạng không còn bị câu thúc nữa. Trong cái danh lợi trong cuộc đời không còn bị câu thúc nữa. Có chùa cũng được mà không có chùa cũng được, kệ nó. Chúng ta có duyên thì ở chùa, còn không có duyên thì chúng ta ở cốc. Không có cốc thì chúng ta ở ngoài chợ. Vì mục tiêu của chúng ta là muốn giải thoát mà, chứ đâu phải là cái chuyện ở thế gian này danh và lợi đâu. Cứ nhắc hoài như vậy thì cuộc đời bị tu tuyệt vời lắm. Xuất gia hay cư sĩ gì quý vị cũng thấy nó an lạc hết chứ. Nó tự tại vô cùng. Những đức thấy cuộc đời những đức có sắp cũng không được. Nó lạ vô cùng luôn quý vị coi á. Đi tu tự nhiên cái duyên đi lên trên Đà Lạt rồi gặp ngay ngôi chùa Chiên Tu. Rồi tự nhiên đi vô trong đó cái tự nhiên người ta cho quản chúng chùa vậy đó. Nó lạ không? Không biết cái gì hết trơn tự nhiên cho quản chúng à. Cho quản với sợ gì? Mình thì được có cái liều mạng thôi. Bây giờ còn có cái mạng liều luôn thì cho quản. Không biết cái gì chứ quản đại quản càng. Nói thiệt á, hồi xưa trên Đà Lạt là những đức quản đại quản càng luôn á. Thì theo cái cảm tính luôn để làm việc luôn, mà làm rồi sai rồi quay lại sửa lại, làm có cái là dám làm, trong cái sai quay lại chỉnh. Vậy đó mà cuối cùng thành quản chúng. Lạ ghê. Mà quản 1.500 người đâu phải dạ quản bình thường đâu. Người ta nghe người ta hết hồn luôn. 1.500 người, 30+ bang ở trong chùa quản hết, họp hội đồ sắp kịch liệt luôn. Mà trong khi không biết một cái gì cả. Nó vô họp rồi ban đầu thì họp tào lao, họp từ từ họp ra luôn. Chứ bây giờ quý vị coi nhiều tối như Đức chia sẻ quý vị biết rồi nè. Học có lớp 3 mà chưa hết lớp 3 nghỉ. Lót nền móng lớp 1 3 năm. Lớp 1 mà quỷ ác đảng luôn. Nắm tay cô giáo. Cô giáo tụi nó em nhỏ tội nghiệp quá, mắt mẹ xốp. Cô giáo có lợ ưa thương, mình cứ lợ là cứ nắm tay cô giáo. Mà mình thấy cô giáo đẹp quá mình phái cô giáo giống gì. Vậy coi, nít quỷ ghê chưa? Thấy không? Nó vậy đó, vậy mà thích cô giáo, cô giáo dùng nó đẹp quá nên thích cô giáo, nên thích ở lại lớp hoài vậy đó. Cuối cùng ở lại lớp 1 3 năm, cuối cùng làm lớp trưởng. Rồi tôi nói mắc cười cũng chết. Lớp trưởng đây không phải là học giỏi mà là do quá lớn. Lớn quá rồi cuối cùng làm lớp trưởng luôn. Lớp 1 3 năm, lớp 2 2 năm. Lớp 2 2 năm, lớp 3 nửa lớp nghỉ. Đúng là trình độ cao ghê. Trình độ kinh khủng luôn quý vị thấy chưa? Nó vậy mà bây giờ cũng ào ào thấy chưa? Bây giờ bao nhiêu trí thức trình độ đang ngồi thấy chưa? Vì sao? Cái gì nó cũng có sự sắp xếp sẵn rồi. Có khi cái học này của người ta không, cái đời kiếp gì mình cũng không biết nữa. Bây giờ mình nói vậy, bây giờ mình đi học lớp 3 mình không làm được cái gì luôn. Nó do là cố tình học lớp 3 nghỉ. Còn cái này là cuộc đời của người ta là tự nhiên nó như vậy á.
người ta cũng không có đón được sự việc gì trong cuộc đời, thì nó đến làm sao thì làm vậy thôi, nó tự nhiên luôn quý vị. Rồi nó chảy trong cái cuộc đời đời, nó cứ vòng vòng đầu này đầu kia, rồi nó quay từ từ vòng vòng. Rồi 18 tuổi bỏ nhà đi lên thành phố lang bạc, rồi hư hỏng, rồi nhậu nhẹt, rồi bê tha, rồi đua xe làm đủ trò trên thành phố 11 năm. Cái thứ gì hẻm gì cũng biết, làm thì không dư tiền, mà tiền bao nhiêu thì đi kiếm hẻm, tại vì không dư tiền nên đi kiếm hẻm chứ sao bây giờ. Làm thì không có dư tiền, nhưng mà quán cà phê nào mới mở ra là biết liền. Kỳ cục như vậy đó. Cứ là bạn bè quán cà phê nào, quán nhậu nào mới mở ra là nó báo tin liền. Quán mới mở ra có phiến mãi, hoặc là quán đó mấy em rất là nhiều chân dài, báo tin cho biết liền. Thì bây giờ có dư cách nào đâu. Thì vì biết 11 năm cho thành phố nên nó gạo tứ tung thành phố, từ quận nhất cho đến ở ngoài Bình Chánh thì nó lạng lạng khu vực ngoài đó. Quận nhất chơi xong rồi đi ra tới ngoài Bình Chánh là khu công nghiệp. Mấy em dưới quê ở miền ngoài đồ vô làm khu công nghiệp đông á, đi làm xong chạy xe tới ngoài đó, ngoài đừng ra ngoài đó nó nhiều em hơn. Đi ra tới ngoài đó vô nhà trọ đồ chơi, tại nhà trọ hàng hàng lớp lớp ở ngoài đó mà. Các em mà buổi tối mà đi làm khu công nghiệp may dài may dép đồ gì á, ôi ôi ngồi quán cà phê rồi gặp các em ôi ôi ghê lắm, nên đi tứ tung mà. Nó vậy biết rằng đó, 11 năm mà sống thành phố mà sống lạ lắm. Đi làm này để tiền đi chơi, còn ăn ngủ thì không quan tâm. Kỳ cục vậy đó, để tiền đi chơi thôi à. Nó rồi ăn ngủ thì gì, nằm xe cơm 7 năm. Cái xe cơm mà người ta bán cơm á, đi chơi thì bận đồ ngon lành lắm, nhưng mà tối về ịt ngang cái xe cơm dầu mỡ kệ mồ mày ngủ luôn. Kinh khủng vậy đó, 7 năm mà ngủ xe cơm đấy vị. À, còn 4 năm thì nằm trên bàn ăn. Bàn ăn mà buổi sáng thì bán cơm á, buổi tối ghép hai cái bàn lại lao cái khỏi lao, bữa nào nhậu xịt khỏi lao luôn, ngủ luôn. Mà đi ngủ có nhiêu chứ á. Bữa tối thì thành phố mà đi chơi mà 10 giờ đi đâu không à. Có khi 12 giờ về, có khi 2 bây giờ khuya bạn bè điện thoại 2 bây giờ khuya làm gì, ra uống vài ly. Vậy mà từ quận nhất cũng chạy ra Sài Gòn uống vài ly, rồi chạy về đi nấu ăn, ngủ nhiêu chứ á. Nó vậy đó mà trọ mười mấy năm. Giết mà trong lòng mình nói trời ơi, không lẽ cuộc đời của người cứ gì hoài trời. Sao nó cứ gì hoài, thấy không có ngày mai á nghe. Mình cũng suy nghĩ ra được là không có ngày mai. Bạn bè toàn là ăn nhậu không kiểu này làm sao. Bây giờ mình không có đường, có ai chỉ mình con đường đâu. Bây giờ bạn bè thì bạn bè đông toàn là ăn nhậu không, bây giờ nó áp đặt bao vây mình à. Bây giờ mình thì không có chạy ra thoát chỗ đó. Ngày nào nó cũng rủ, nó rủ một thằng rủ, hai thằng rủ, ba thằng rủ. Thì bây giờ thằng thứ tư cũng phải đi, nóng mũi phải đi à. Chứ ngồi nhà làm gì, đâu có cái chuyện biết chùa chiền gì đâu. Vậy mà có người giới thiệu Phật Pháp một phát, đầu tiên những đức biết chùa là chùa Giác Ngộ. Những đức vừa đến chùa một cái, tự nhiên những đức nhìn bộ tam thánh một cái, những đức nói ô, cũng đặc biệt á, cái ông chứng giữa đẹp quá, hai cái bà hai bên bà nào à. À, tự nhiên đi đến chùa cái tự nhiên gặp bộ tam thánh cái là tự nhiên trong lòng chùa Giác Ngộ ngày xưa chướng giữa chánh điện có bộ tam thánh. Rồi đi đến chùa cái thấy sao trong chùa thấy nó bình an quá. Tự nhiên cái từ từ đi đến chùa, bắt đầu là gì, mỗi buổi trưa cái rảnh đi lợ lao tượng Phật xung quanh của chùa Giác Ngộ ngày xưa, chứ bây giờ thì chánh điện nó sửa lại hết trơn à. Ngày xưa xung quanh có hình Phật, nhà đức đi lao vòng vòng rồi rảnh cái ngồi ngay chăng cái trụ chùa cái tự nhiên ngồi dựa vô cái cảm giác như là nó thanh bình cái gì á, nó lạ lắm. Bắt đầu là từ từ đọc mấy đoạn kinh Pháp Hoa, thì chỉ mấy đoạn kinh Pháp Hoa mà cái đoạn mà Đức Phật khuyến dụ từ cái việc mà Đức Phật kêu tất cả chúng con nên ra khỏi căn nhà lửa của tam giới, nó đốt tai, đốt mũi, đốt mắt, đốt chân. Các con ra đây, ta sẽ tặng cho các con xe dê, xe trâu, xe nai. Là ý Đức Phật nói đây là những phương tiện đặc biệt. Các con ra đây, ta sẽ cho những báu vật vô giá. Nghe vậy cái nói, à, vậy là ông Phật này ông ngon nha. Ông kêu mình nghỉ nhậu đi, nghỉ ăn chơi đi, ông ra ông cho báo vật. Vậy thì bây giờ mình cũng chơi nhiều quá rồi, bây giờ mình coi mình ra đây thử coi ông cho báo vật gì, đúng không? Tự nhiên cái động kinh Pháp Hoa đó mà những đức nhìn nhận cái Phật Pháp đó quý vị.
Rồi cuối cùng cái là tự nhiên những đức tiến tới Phật pháp luôn. Thì một tháng sau những đức ăn chay trường, một tháng sau ăn chay trường luôn, mà đang còn nấu ăn mặn kịch liệt luôn, nhưng phát tâm ăn chay trường và quỳ trước Phật nói rằng: con phát tâm ăn chay trường nhưng bây giờ chưa bỏ được nghề. Bỏ được nghề lấy gì ăn? Còn làm mới có ăn chứ, giờ bỏ nghề sao mà có cuộc sống đây. Nhưng con quyết tâm ăn chay trường, Đức Phật gia hộ cho con nấu đồ ăn mặn khỏi niêm, mà vẫn nấu được cho người ta ăn, chứ không thôi chủ nó chữ chết. Không cần niêm gì hết, nấu kích liệt luôn, mà nấu ngon lành, không cần phải niêm nếm cái gì. Ngày xưa còn bóc thịt sống nếm đồ này kia đúng không? Bây giờ nấu khỏi cần nếm luôn, nấu kích liệt luôn. Thì quý vị biết rằng thời gian khoảng cỡ chắc ăn chay được mấy tháng sau, trong lòng cứ thôi thúc mình nói: thôi cái ăn chay rồi giờ muốn tu, mà giờ mình làm ở đây làm cái gì cho nó mệt thêm nữa. Thôi đi vô chùa tu luôn phức cho rồi, bây giờ ở đây cũng đi làm ăn chay lấy ra cái gì mà thấy mất công quá, mình cũng đâu có nghĩ tương lai gì nữa đâu. Thôi bây giờ mình kiếm đường mình đi tu phức cho rồi đi. Vậy đó mà cái nhân viên nó đưa đẩy những đứa, tự nhiên những đứa đi lên chùa Tịnh Thất Quan Âm, những đứa tu cái những đứa lên đó, cái những đứa thích rồi những đứa quyết định về đi tu luôn, rồi là đi luôn tới bây giờ hơn 13 năm, gặp ngay tịnh độ luôn tới giờ. Cái cuộc đời con người, người ta có khi hư hỏng vô cùng, mình cũng không biết người ta làm sao nữa. Tại vì ngày xưa mà những đức mà ai mà nghe những đức nói đi, những đức đi tu á, có những người ta nghe những đức đi tu á, ai cũng nói một câu: trời trời trời, thôi đừng, mày đi vô đó mày khóa chùa mà tao chết trong đó được rồi. Mày đi tu cái gì mà đi tu, trời ơi trời, mình nói thiệt, mình nói tôi đi tu. Thôi ông đi vài bữa gì ông đừng vô đó ông phá sùm trong đó, ta tu hành không được. Nó trời trời, nó thiệt chứ không phải giỡn đâu, tại vì họ không có tin. Thì mình đã quyết định mình đi tu rồi, thì cái chặng đó mình về ăn Tết, nó năm 2009 đó quý vị, về ăn Tết mình nói trong bụng: bây giờ mình ăn chay trường rồi nhưng mà mình còn nhậu. Tôi nói tôi còn nhậu, nói với Phật nói: con ăn chay nhưng con còn nhậu nghe, chưa bỏ nhậu đâu, tại vì bạn bè nó còn nhậu mà con ăn chay, quyết định ăn chay là ăn chay à. Thì đi qua Cần Thơ đồ chơi thì bạn bè rủ vô nhà hàng đồ ăn uống đồ kêu dĩa cho muốn ra, rồi kêu bia uống kịch liệt luôn. Rồi xong á, còn chút đỉnh tiền đồ, cái nào cần trả nợ hết. Rồi xong bắt đầu là đi qua Hà Tiên chơi một trận, đi chỗ nào cần đi, đi phức cho rồi đi. Rồi bắt đầu đi chơi đồ nhậu nhạc kịch liệt, nhưng mà nói ăn chay là ăn chay, đừng có bạn bè đừng có nói mà gấp thịt, nó ăn chay. Không có nói mà dọc do nhậu rồi tôi nói nhậu, ăn chay là nó ăn chay đó. Thì bạn bè nó thấy tội nghiệp, trời gì đâu mà bây giờ anh em hồi xưa tới giờ mà tự nhiên bây giờ nó ăn chay mà mình ăn thịt sao mà được. Dĩa cánh gà chiên nước mắm ngày xưa là nó mê nhất uống với bia Sài Gòn đỏ canh rồi, mà bây giờ mà nó ăn chay mình ăn sao vô đi. Thôi mày ăn không muốn, tao không muốn theo luôn. Thì vậy đó quý vị, mà về đi chơi đồ nhậu nhẹt, ai mà nghĩ mình đi tu. Thì người ta thấy mình ăn chay thôi mà mình còn đi chơi quá trời luôn, còn đi vô quán xá này kia đồ, có khi vô bia ôm đồ gặp em đồ trong đó nữa, cũng còn đi luôn. Ăn chay là ăn chay nhưng mà cái kia chưa chay. Thì quý vị biết rằng tiếp tục vẫn còn chơi, ai mà nghĩ mình đi tu đâu. Vậy đó mà những đức đã tính toán kỹ hết trơn rồi, chuyến này đi chơi một chuyến này nữa là quyết tâm đi chứ không nói vòng vo. Chứ vậy mà đúng mùng 4 Tết là mùng 6 định đi nha, mùng 4 Tết tự nhiên đang chạy xe, mà từ khi mà ăn chay mình chạy xe chậm lắm, kỳ cục vậy đó. Hồi xưa mà leo lên xe là nó chạy như là ai đuổi vượt giết mình vậy đó. Vậy mà từ khi ăn chay lại chạy xe chậm rì, kỳ cục vậy đó. Mà chạy xe chậm lắm, mùng 4 Tết đang chạy xe chậm thì những cán lên cục đá té cái ạch gãy cái tay. Kỳ cục không, chuẩn bị đi tu gãy tay. Xong cái băng cái tay về cái mấy anh em ở Thường Phước 1 qua. Nó chờ lâu lâu qua một lần, anh em mà bữa nay gãy tay thì sao, gãy còn cái tay kia nhậu tiếp tục nhậu nữa. Thì biết rằng bó cái tay đúng mùng 6 Tết đi, xách gói đi, đi thiệt chứ không bao giờ. Đi lên thành phố bạn bè nói: thôi gãy tay à, lành lặn đi hả, đi. Nó đi mùng 6 Tết, nói là đi không nói vòng vo. Từ đó ban thẳng lên Đà Lạt luôn. Mà lúc mà đi tu cũng có hai em đưa đi. Trời, đúng là đi tu mà cũng có em gái đưa đi ngon ghê. Nó nên từ nơi đó xấu xấu chứ cũng có duyên được á, chứ không phải giỡn đâu à. Nó tại vì chưa chơi vui vẻ nên ta thích đó quý vị. Đưa lên đó đi tu rồi đưa lên đó chia tay rồi ngay Đà Lạt, ngay chùa Tịnh Thất Quan Âm á. Rồi xong rồi mình ở trên đó mình tu luôn vậy đó. Suốt 5 năm trên núi luôn, mà cái cảm giác lạ thay. Khi đi tu rồi là tự nhiên cái cảm giác nó không còn thích đi chơi nữa. Ngộ ghê. Khi bước vô chùa đi tu rồi là 13 năm nay nhà Đức không có cảm giác đi đâu nữa chứ.
Hình như những đứa không có cảm giác đi ra khỏi chùa, kẹt chẳng đảo quá mới đi ra ngoài chút thôi chứ không có đi đâu. Thì hơn 13 năm nay là ở chùa không vậy đó. Rồi cứ nuôi mấy bà cụ già, rồi sống cùng với các cụ. Rồi càng tu mới càng nhìn ra cái vô thường đó, đúng là cuộc đời vô thường thiệt. Hồi xưa trên Đà Lạt là từng nào cũng chết 5-6 cụ, 7-8 cụ. Mình cứ nghĩ cuộc đời mình khổ quá mới gặp Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Nên ngày xưa trên Đà Lạt những đức nhận người già thôi, đừng có nói nữa trời ơi trời. Nhận quá trời luôn, nhận người già dữ lắm. Rồi già si đa ung thư gì, gần chết gì đức nhận hết trơn. Nên chùa mình từng nào cũng chết 6-7 ngự. Đến nỗi quan tài mà chắc là mấy chục cái không, chắc một kho quan tài. Chết quá trời chết mà. Mà suốt 5 năm trên đó hộ niệm biết bao nhiêu ca mà nói. Thì vị biết rằng càng thấy cái chết chừng nào thì càng nhìn vô thường chừng nấy. Và giao tiếp được rất nhiều người trí thức thì lúc đó mới thấy ra dù giàu cũng khổ. Rồi có những người giàu vô cùng mà vẫn là khổ đau trong một căn nhà giống như nhà tù vậy. Mà giàu nhà biệt thự rồi luôn. Ngày xưa mình ngoài đời ao ước gì mình có một căn nhà lớn, nhưng mà không ngờ mình gặp những người giàu vô cùng mà họ vẫn khổ đau. Lúc đó những đức nhìn ra ô, thì ra cái cõi đời này là không có niềm vui đâu. Cái niềm vui của cõi đời này là cái niềm vui nó giống như hoa nở dội tàn, nó không có gì thật. Tự nhiên nhìn ra luôn quý vị, nhìn ra được cuộc đời này tiền bạc phù du quá. Thật sự có nhiều người người ta mong có tiền mà ta có tiền, rồi mong có danh người ta có danh, nhưng người ta vẫn khổ trong tiền và danh luôn. Đây là những đức gặp qua hết trơn luôn quý vị. Rồi đúc kết lại hoàn toàn lại, à như vậy thì đúng rõ ràng rồi, cái cõi đời này là khổ. Cái cõi đời này đừng có chi tìm trong cái cõi đời này nữa, mà nghe đạo rồi chân thật mà nghe đạo mà áp dụng tu đi. Đừng có chi tìm những cái danh lợi trong cuộc đời này nữa, nó vô thường lắm, không có thật đâu. Vì mình đã đúc kết, mình tìm hiểu nhiều người có danh lợi, có địa vị xã hội, rồi khi gặp mình hỏi han qua hết, thì mình đúc kết là mình nói ô, thì ra là rõ ràng rồi, trong cái cõi đời này đừng có chi tìm nữa. Thì từ đó về sau mới hạ thủ công phu là cái gì, quyết định cố gắng tu hành. Và càng tu thì càng nghĩ đến cái chuyện đúng, phải hướng đến giải thoát. Chỉ có giải thoát thì chúng ta mới giải quyết vấn đề khổ đau thôi. Thì lúc đó vì biết càng tu nó càng hứng tu. Và tới bây giờ luôn thì cái tâm mà niệm Phật nó càng mạnh 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 thêm. Vì sao? Chỉ đúng có chỗ là cái tâm hướng đến cái chỗ nào? Giải thoát. À, nên quý vị thấy kể chuyện thôi mà quý vị tự nhìn nhận đi, cuộc đời có ai bị vậy không? Bây giờ nếu những đức nói cái chuyện cao xa thì có những người ta nói trời ông thầy này cái phước duyên ông lớn quá, ông đi tu từ nhỏ, ông đâu có hư hỏng gì đâu thì ông đi tu được. Còn những đức nói hư quá trời luôn mà. Vì thì nhiều người hư chúng ta vẫn tu được. Hư cỡ nào mà tu không được. Săn hẳn thì những đức cũng săn hẳn quá trời luôn. Ngày xưa nấu ăn thì biết á, mỗi lần mà ai mà vô kêu đồ ăn cái là la tại bếp trưởng mà, trời nó săn si ghê lắm. Chảo liền ầm 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 ầm. Săn si lắm. Đi đường mà gặp cục đá mà dắt một cái lụm cục đá liền. Ba trợn thấy ghê. À, săn si lắm quý vị ơi, hung dữ lắm. Nhìn cái mặt là biết rồi. Tu hành tới bây giờ mà cái mặt vẫn còn dữ, thấy chưa, nó đâu có hiền đâu. Nên có nhiều người ta gặp những đức người ta cũng ớn lắm. Cái lúc mà bình thường thì ai với đào Phật, ai với đào Phật. Nhưng cái lúc bực bội thì cũng ớn lắm chứ không có giỡn đâu. Trời, mấy bà già mới gặp chứ nó quá sợ lắm, giỡn đâu quý vị. Quý vị nó dễ nuôi mấy bà già lắm hả? Quý vị nói mấy bà già hiền lắm hả? Mà hiền đâu nghe. Dữ lắm hết trời. Ôi ô, chỉ có những đức thôi, bác nghe hơn những đức thôi là cho quý vị biết không, phải là hung dữ gì mà không biết nó có một cái gì, những đức cũng không biết luôn. Nghĩa là như thế nào, bả mà đang nói chuyện với chuyện những đức chỉ cần xẹt ngang một cái thôi. Xanh mày xanh mặt không có giỡn đâu nghe quý vị. Từ nơi đó ngộ vậy đó thì bởi vậy mới nuôi được. Nhưng mà bà sợ nhân đức mà bà lại quý nhân đức. Cái lạ là sợ mà quý. Nó chứ mà bà sợ mà bà ghét luôn thì sao nhân đức nuôi đây? Thì sao nói bà nghe? Nhưng mà bà sợ nhân đức, bà quý nhân đức là do gì biết không? Do nhân đức lo cho mấy bà được đúng luôn, lo được luôn á. Lo bà yên tâm luôn á. Nhưng mà nói bà sợ mình là bà sợ mình buồn. Rồi bà sợ mình làm cực quá, mình không muốn ở đây nữa. Sợ như vậy thôi đó. À, tại những đức lo cho bà nhiệt tình quá quý vị. Nó nghĩa là bây giờ quý vị coi những đức cha mẹ mất hết rồi, còn anh chị em ta có gia đình rồi, những đức đâu có còn cái gia đình gì xã hội nữa đâu. Chùa là nhà mình rồi thì còn toàn tâm toàn ý thôi. Bởi vì những đức đối với hàng Phật tử rồi người trong chùa là những đức nhiệt tình lắm. Có nhiều bóc hết nhiều luôn, không cần nói dòng do.
Nó giống như ông thầy cũng chịu chơi, liều mạng đó quý vị, thấy không? Nó nên quý vị coi như lễ lọc đồ gì là tu, là chúng ta tiếp tới bờ tới bến, đúng không? Hôm qua bốn thờ đúng không, xong rồi đúng không? Ngày nay tiếp nói, thấy chưa? Sáng tu xong thờ, 2 giờ mấy thức dậy giảng buổi để trên mạng xong, xong xuống đây tu một thờ, tu một thờ xong rồi lên chảnh ngồi ăn cơm nói chuyện, sắp xếp công việc cho các anh em, sắp xếp xong rồi về phòng ngồi niệm Phật, giờ này qua tiếp nữa, nó tư bờ qua lá luôn đúng không, mà vẫn khỏe đúng không? Đúng không? Đó. Bây giờ xong rồi, chưa xong, tới thứ bảy chủ nhật tuần tới tiếp nữa. Nó thứ bảy chủ nhật tuần này là gì? Phật đản nha quý vị. Năm nay là đúng là chương trình tu thứ bảy chủ nhật nhiều ghê, phải nắm bắt cơ hội năm nay. Mà năm nay là cái năm mà như thế nào kiếp nạn đồ này kia nhiều nữa đúng không, thì chúng ta phải nắm bắt cơ hội năm nay phải tu. Thì cái kiếp nạn nhân sinh chỉ có tu mới quá giải được, chỉ có tu mới quá giải được. Mà cơ hội mà lễ lọc ngay thứ bảy chủ nhật, quý vị phải cố gắng. Những trưởng đoàn là phải hưng khởi tâm dẫn người ta đi tu, nghe chưa? Dẫn lại đây những đức lo hết chưa, còn đi dọc đường mới bị lo. Thấy không? Nó tới thứ bảy chủ nhật tuần tới là thứ bảy là mùng 7 đó. Rồi mùng 7 tháng 4, rồi chủ nhật là mùng 8. Mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản, Phật đản sanh. Bây giờ chúng ta được nghe giáo pháp là nhờ Đức Phật ra đời. Bây giờ chúng ta cũng ra đời mà chúng ta khổ quá trời. Còn Đức Phật ra đời thì đem giáo pháp để truyền trao. Thôi chúng ta nhớ ơn Đức Phật ngày Đức Phật đản sinh. Chúng ta tạo dựng cái chương trình lễ hội ngày Phật đản là để làm gì? Ngày Phật đản là để tưởng nhớ cái sự đản sanh của Đức Thế Tôn. Người ta sinh ra đời, người ta bước 7 bước là 7 đó sen. Còn mình thì bước đi đâu? Mình sanh ra đúng không? Khóc hù hù. Đức Phật sanh ra thì bước đi sen không à. Tay chỉ chờ, tay chỉ đắc, đúng không? Trên chờ dưới chờ, chỉ có bậc Thế Tôn là tôn quý nhất. Chỉ có giáo pháp Đức Thế Tôn là giáo pháp tôn quý nhất. Nên từ nơi đó Đức Phật ra đời đem cái chánh pháp cho chúng ta, đem ánh sáng cho chúng ta. Chúng ta mê mờ nhờ ánh sáng đó mà chúng ta lặn được, theo cái ánh sáng đó mà đi ra được cái sự mê mờ khổ đau, đúng không? Bây giờ cái ngày Đức Thế Tôn chúng ta tự nhớ là chúng ta phải tập trung tu. Tu để hướng đến lời dạy của Đức Thế Tôn, nghe ngài dạy mà để mà học, để mà hành. Tại vì cái ngày lễ là như vậy, mỗi nơi thì người ta tổ chức một cách, đúng không? Còn mình là tổ chức cái gì? Niệm Phật. Tại Đức Thế Tôn kêu mình niệm Phật đi, Đức Thích Ca kêu các con thờ mạo pháp niệm Phật đi các con. Tu nhiều nhưng mà không niệm Phật là không thành tựu đâu các con. Niệm Phật mới thành tựu, nghe không? Nghe mày, niệm Phật. Hiểu không? Từ nơi đó bây giờ ngày Phật đản là chúng ta tổ chức 2 ngày chúng ta niệm Phật. Thôi ở chùa này luôn đi, khỏi đi qua bên kia. Bên đây không ngon, đúng không? Khỏi đi qua bên kia tổ chức chi, bên bển cho đạo tràng bên yên bên đi. Bên bển hiện tại bây giờ đông dữ lắm. Ở bên cái đạo tràng niệm Phật Đại Tùng Lâm hiện tại bển 400. Còn ngoài Bảo Tháp ngoài đó năm là 100, là thấy 500 người bên kia bên. Ngôi chùa mới bắt đầu nhận người rồi đó. Từ đây tới Tết là ngôi chùa mới bèo cũng là 200 người giá chót. Ngôi chùa mới á. Nó còn ở đây thì mỗi ngày khoảng 350 người. Thì quý vị coi bao nhiêu bên vậy. Nhưng mà cái điểm chính là những đức thấy cái tổ chức ở đây nó lạ, là nó có duyên đặc biệt nha. Mà dù chặt chội Phật tử nó vẫn thích, lạ vậy đó. Mà cả những đức cũng thích nữa. Cũng thích ở đây à, giống cái duyên của nó đã đến đây rồi nó thích ở đây. Thôi Phật đản cái này chúng ta tổ chức 2 ngày ở đây đi. Thứ bảy chủ nhật ở chỗ khỏi đi tới lui cho nó mệt, mưa gió nữa, thấy không? Đó. Nhớ nghe, bây giờ phát động rồi đó, bây giờ phải tập trung về. Thứ bảy cố gắng sắp xếp chuyện gia đình cho đàng hoàng đi, nói với chồng đàng hoàng, rồi hứa hẹn với nó đàng hoàng. Em đi tu về muốn gì cũng được, nói đàng hoàng hết đi. Có cái bà kia chầu hô tội nghiệp tới ghê, xin chồng bỏ đi tu. Bà hứa hẹn với chồng bà, anh cho em đi tu đi, 2 ngày em được vô chùa tu đi, về muốn sao cũng được. Trời ơi khổ, đúng là tội nghiệp ghê. Tại vì cứ nghe lời mà nói là thôi thiếu nợ thì trả đi á, nên sao cũng được. Chứ gặp mà hướng dẫn mà cái kiểu mà bây giờ phải xả cái này xả cái kia mới giải thoát á, trời mấy bà cũng trở ngại lắm. Mà trở ngại mấy ổng rồi mấy ổng tìm những đức à. Tại ông chỉ vợ tôi, ngày xưa cái gì nó cũng chiều, vậy mà bây giờ cái gì nó cũng không được. Nó nói giải thoát tại ông Đức, tôi đập ông bây giờ.
đúng không? Còn bây giờ mình thuận theo thế sự nhân tình mà để mình tu. Chứ bây giờ quý vị tu mà bị nghịch lại thế sự nhân tình sao quý vị tu đây? Cái chuyện giải thoát là tâm mình biết chứ. Mình nên hướng cho nó mạnh đi. Còn thế sự nhân tình mình đang trả nợ ở cõi trần này mà. Hiểu không? Vậy thì quý vị tu tiện lợi dễ vô cùng. Đâu có sự trở ngại nhiều đâu. Đó, nên những sự những đức hướng dẫn cho quý vị cố gắng. Giống như ngày nay bây giờ chùa mình đặt tượng Phật hồi sáng tặng rồi đó. Những đức khuyên quý vị là mỗi gia đình đủ duyên nên có thờ tượng Phật hết, thờ Tam Thánh. Nhà nào cũng có thờ. Và mỗi ngày nghe Pháp hai thờ tập thành thói quen đi. Rồi là sáng tối dụng công tu cho quen nha. Sau này khi những đức chết bất đắc kỳ tử là quý vị cứ theo đó mà tu. Nhớ. Tại vì sao cái phương pháp này là cái phương pháp đặc biệt nhất. Trong thờ mạt Pháp là phương pháp này là phương pháp tuyệt vời nhất. Và cái cách mà ngày nào cũng bổ túc niệm Phật là đặc biệt vô cùng. Đối với tịnh độ là không bị lạc lối, chắc chắn với quý vị luôn. Nhưng mà trong cái nghiệp duyên ở cái cõi đời này nó bất tử lắm. Chúng ta không có biết được cái ngày mai nó làm sao đâu. Nên từ nó đó nhìn nó in vậy chứ đừng bao giờ bị thất vọng. Khi lỡ nó xảy ra một sự việc gì cái bùm, không biết bay về đâu. Bay về cực lạc chứ bay về đâu, đúng không? Chúng ta bùm thì cũng bay về cực lạc đó. Nên nó sẽ có kiếp nạn á, chứ không giỡn đâu. Tại vì nó nổi bật quá thì nó phải có kiếp nạn chứ. Nhưng mà Ấn Tổ thì nói mình á, chúng ta hãy hết lòng hết dạ vì chúng sanh đi. Đủ nhân duyên mình cứ hết lòng hết dạ hướng dẫn người ta đi. Đủ duyên thì mình hết lòng, không đủ duyên thì nghỉ. Lúc nào cũng chủ trương con người thoải mái như vậy. Nhưng mà cái phương pháp tu những đức ngày xưa đã có cái nghĩ là đem tịnh độ này cấm từng nhà, bây giờ đã làm được rồi đó. Nó tịnh độ cấm từng nhà. Quý vị khi mà tịnh độ cấm từng nhà rồi, sau này quý vị lỡ đạo tràng này cái chuyện gì, quý vị vẫn là tu được hết trơn. Tại vì nó đã cấm từng nhà, mỗi một gia đình là một cái ngôi chùa nhỏ. Hiểu không? Nó cho quý vị nói trong cái cõi này, quý vị nói con người chúng ta ai cũng là còn phàm phu chứ. Có khi cái tâm tính mình bất chợt thay đổi thất thường nó kỳ lắm. Nó không có đơn giản đâu quý vị à. Nên cái lúc đi bim vậy nó mà nói bùm mình một phát là tiêu liền á. Trong cái cõi này mình luôn luôn mình nghĩ vậy đó để làm chi? Mình không bị hụt hẳn. Chứ không thôi mà mình giống như mình cho người ta hy vọng cao quá. Rồi lỡ một ngày nào nó thất vọng một cái, người ta trên người ta rớt xuống sao? Thôi bây giờ chúng ta nói trước là trong cõi đời này là như vậy đó. Nó lúc thì nó tiện vô cùng, nhưng lúc thì nó nghịch vô cùng. Thì chúng ta tiện chúng ta cũng niệm Phật, mà chúng ta nghịch chúng ta cũng niệm Phật. Vì mục tiêu của chúng ta là gì? Là cực lạc. Mục tiêu là cực lạc mà. Đó, nên cái bài học nha, mang tâm cảm ơn để sống là ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Mang tâm cảm ơn để sống đi, nhớ nha. Nên nó phát đài thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nghe cái nguyện thứ nhất nè. Mà con người sống và con người mắc và chư hương linh, người chết chưa siêu thoát nghe nè. Cái này là Đức Phật ngày hứa nè. Ngày hứa mà khi mà ngày thành Phật nè, quý vị nghe nè. Tại vì mỗi ngày mình tụng nhưng có khi mình không có cảm giác nhiều đó. Đó, bây giờ đây là câu Đức Phật hứa nè. Phát tạng bạch rằng, đây là phát đại thệ nguyện rộng lớn ha. Phát tạng bạch rằng, xin Đức Thế Tôn từ bi xét cho, giống như là ngài lúc này ngài là đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, mà ngài bây giờ ngài phát lời nguyện thì phải có người hứa khả và chứng minh. Thấy không? Là phát tạng bạch rằng là bạch cùng với thầy mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Nên nó gọi là xin Đức Thế Tôn từ bi xét cho. Nếu con chứng được vô thượng bồ đề thì cõi nước con đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Nếu ngài thành Phật thì cái cõi cực lạc là đầy đủ hết, phước báo trang nghiêm. Nên quý vị bây giờ tu ở cái cõi này, bây giờ chúng ta nói nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, không có chuyện đó đâu. Vì là hướng đến thôi, hướng đến muốn về thôi. Chứ cái quốc độ cực lạc là đầy đủ viên mãn hết trơn qua cái nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo rồi. Ngài thành tựu là cái cõi của ngài là viên mãn hoàn toàn, chứ không phải là nhờ cái công đức chúng ta để trang nghiêm cái tịnh độ đó đâu. Mà dù cái công đức của chúng ta là giống như đem cái của mình á, mình gỡ về cực lạc thôi, là giống như mình tạo cái gì cũng muốn gỡ về cực lạc, chứ mình không muốn gỡ đi tùm lum ở lục đạo luân hồi này nữa, mà toàn tâm toàn ý là mình muốn hướng về cực lạc thôi. Nên mới nói là trang nghiêm Phật tịnh độ, chứ thật sự thì thế giới cực lạc vô cùng viên mãn. Nè, ngài nói rõ ràng không?
khi ngài chứng được vô thượng bồ đề thì cõi nước của con đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta khi về thế giới cực lạc thì cái câu này cũng dành cho chúng ta luôn. Thì giống như ngài thì phát nguyện trước thầy của ngài, còn chúng ta tụng mỗi ngày, tụng mỗi ngày cũng là phát nguyện. Khi mình về cực lạc thì cái cõi của mình cũng trang nghiêm như vậy đó quý vị. Thấy không? Không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, côn trùng nhỏ nhất. Cái cõi của ngài không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có nghĩa là cái nhân tham sân si ở thế giới cực lạc là không có. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có những côn trùng nhỏ nhất. Mà tất cả những loại chim ở thế giới cực lạc toàn là hót và phô diễn pháp âm. Đây là do bổn nguyện của ngài Pháp Tạng mà trang nghiêm cái cõi cực lạc, nên mới gọi là có chim, có cây, có nước, mà toàn bộ là để diễn pháp âm. Nên thế giới cực lạc là gọi là thế giới phô diễn pháp âm. Ví dụ như giờ quý vị đang ngồi nghe pháp đi là tâm quý vị nó sẽ thanh tịnh và tâm quý vị nó sẽ thoải mái lắm. Mà thế giới cực lạc mà mỗi ngày phô diễn pháp âm cho quý vị nghe, nó tự tại không tưởng tượng được ngoài sức tưởng tượng, nên mới nói là cực lạc, là cung cực an lạc. Phải nhớ nghe, cung cực an lạc. Mà đây là lời hứa đó, là không có những loài côn trùng như loài súc sanh khổ đau nghe, không có. Nếu chúng sanh nào bị đọa địa ngục trong ba cõi ác mà muốn sanh vào cõi nước của con, được con giáo hóa cũng đều thành Phật. À, như vậy thì tất cả chư hương linh hay tất cả những người chuẩn bị đọa tam đồ ác đạo, hay chư hương linh bây giờ đang làm cô hồn vất vơ vất vưởng, khổ đau vô cùng. Như vậy thì lời hứa này của Đức Phật A Di Đà, dù là một chúng sanh đã đọa địa ngục, nhưng mà nghe được bổ nguyện Di Đà mà chịu niệm hướng về thì ngài vẫn tiếp dẫn. Mà về quốc độ của ngài rồi thì không bao giờ trở lại tam đồ ác đạo được. Rồi chư hương linh mà nghe câu này đúng là mở ra một con đường. Và những con người mà tạo cái nghiệp ác mà tương lai chuẩn bị đọa tam đồ thì đây là một con đường mở ra cho mình rõ ràng luôn. Thấy không? Nghe rõ ràng nghe. Ngày nay là gọi là lễ 1 tháng 5, hôm qua 30/4, nay 1 tháng 5, thấy không? Hai ngày lễ này chúng ta nói lên rằng là bây giờ chúng ta tu hai ngày này để hồi hướng cho tất cả những anh hùng liệt sĩ, những người chết mà chưa được siêu thoát nè này kia đồ, hay là hương linh thai nhi đồ, thấy không? Bây giờ những đức đọc cái nguyện này giống như là cái nguyện này của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta đọc lại để làm cái sự chứng minh cho tất cả những con người còn sống và những con người chết hay cô hồn hay là hương linh thai nhi đều nghe Đức Phật A Di Đà nói chứ không phải tôi nói. Đức Phật A Di Đà hứa là 100%. Không bao giờ sai. Đặc biệt lắm. Đó, nghe rõ ràng không? Chuẩn bị đỏ nhưng mà nghe được danh hiệu Phật mà niệm vẫn được giảng sanh. Ồ, nghe không? Rùng rợn trong lòng. Tê tái cõi lòng luôn. Không? Nghe một cái mà chư hương linh là tung tăng người ta nhảy, những người mang nghiệp phá thai, thai như tung tăng mừng. Trời ơi, con có cơ hội hả thầy? Đúng rồi con. Con có cơ hội đó. Bây giờ mà con đeo theo con đòi nợ hoài là con không có cơ hội. Nhưng bây giờ nghe rồi con buông cái tâm đòi nợ đó là con có cơ hội liền. Mà con nương vào bổ nguyện này con niệm A Di Đà Phật đi là chắc chắn con có cơ hội liền. Không hề trở lại những cõi ác nữa, thấy chưa? Ngài nói rằng đã về cực lạc không còn bao giờ mà trở lại cõi ác nữa. Được như nguyện này thì con thành Phật. Ngài nói rằng là ngài được như nguyện này là bây giờ ngài thành Phật là không phải vì ngài hưởng thụ, mà ngài trang nghiêm cái cõi cực lạc, ngài khoác cái lời nguyện 48 lời nguyện, là mỗi một lời nguyện là vì chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Nếu như một lời nguyện trong 48 lời nguyện mà không viên mãn thì ngài không thành Phật. Có nghĩa là sự thành tựu của ngài nếu như mà không lợi ích cho chúng sanh thì ngài không thành Phật. Bây giờ có khổ tiếp tục để tu nữa cũng phải tu, chừng nào nguyện này viên mãn thì ngài mới chịu thành Phật. Trời ơi, cái tâm nguyện này quá lớn rồi quý vị ơi. Còn chúng ta bây giờ bị chồng đánh hay chồng bỏ, hay là bị phá thai, bị người ta giết lầm gì chút xíu thôi là chúng ta mang một cái tâm báo thù để theo đòi nợ. Còn bây giờ ngài có nếu mà không giúp được chúng sanh, thà ngài không thành Phật, ngài chịu khổ tiếp tục mà tu nữa. Chừng nào mà nguyện này viên mãn mà giúp được chúng sanh thì ngài mới thành Phật. Tại sao chúng ta không cởi mở cái tâm buồn giận hận trách đó đi, để mà chúng ta học giống Phật A Di Đà, để mà chúng ta về thân cận với Phật A Di Đà, đừng có buồn giận ai nữa. Buồn giận chi mình khổ. Bây giờ hỏi mấy cô này, mấy cô giận ta ai khổ? Bằng đêm ăn không ngon ngủ không yên, giận chồng đi sớm gì muộn ai khổ?
mặt mày nổi mụn ai khổ? Nó giận hờn khổ mình nè, đừng có giận nữa nghe không, nghe chưa? Không ghê, trời ghê, mấy lời nguyện này đúng là đọc một lời nguyện mà nghe nó hứng thú vô cùng, thấy không? Nếu không như thế con không thành Phật, thấy không? Nếu không thành tựu được như thế con không thành Phật. Nó một lời nguyện thôi bởi vì làm chứng minh cho mình rồi đó. Đặc biệt chưa? Bây giờ đọc thêm một lời nguyện để cho vị nghe nè. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh qua nước con đều được đầy đủ 32 tướng tốt bậc đại trượng phu. Trời ơi, đặc biệt chưa? Nghe mấy cô gái ở đây nha, về cực lạc là trượng phu. Nhưng đức nó thật sự chứ. Đức Phật A Di Đà ngày tâm lý mà ngài mua đen vô cùng. Nhưng đức nó thiệt luôn. Ngài biết cái tâm của người nữ là cái tâm thích được chiêu chuộng và được nâng đỡ, được giúp đỡ, được hỗ trợ, được quan tâm, được khen là thích, đúng không? Nên những đức mới nói là Phật A Di Đà ngày mua đen. Trong 48 lời nguyện có một lời nguyện mà nam không có, mà Đức Phật A Di Đà ưu ái người nữ. Mê chưa, ưu ái người nữ. Phật A Di Đà còn ưu ái người nữ, không chi những đức mà không ưu ái người nữ là không đúng. Coi tại sao mình coi thấy ưu ái người nữ, với mấy ông nhìn đi rồi mấy ông sẽ biết. Mấy ông nhìn đi rồi mấy ông sẽ biết tại sao mấy ưu ái người nữ. Bây giờ mấy ông quan sát một chút xíu đi, mấy ông nhìn đi. Mấy ông ở trên mấy ông nhìn xuống đi. Mấy ông được mấy ngoe mà người nữ bao nhiêu. Bây giờ mấy ông mà ép họ thì kể như họ ép mấy ông không còn miếng xương luôn á. Giờ mấy ông biết cái công nhận không? Bây giờ nam mình không có mấy người tu mà nhìn xuống toàn là phái nữ cứ tu không à. Vậy mà không ưu ái người nữ, vậy thì quý vị nghĩ Phật A Di Đà là bậc đại trí mà làm sao không làm cái việc ưu ái người nữ. Nên trong 48 lời nguyện thì có một lời nguyện rằng là khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ. Thấy ưu ái người nữ chưa? Và những người nữ nghe được tịnh độ mà phát lòng tin, chịu niệm Phật thì về thế giới cực lạc không còn phải trở lại làm thân nữ. Ghê không? Đặc biệt chưa quý vị? Nguyện thứ 22 là ưu ái người nữ, thấy chưa? Khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ đi, phải không quý vị? Từ khi mang thân nữ tới giờ quý vị nghĩ thì phải nhàm chán không? Chúng ta bây giờ nói mỗi tháng là đã khó khăn rồi. Chán ghê luôn á. Có khi trong lòng thấy bực mình ghê luôn á. Đi đâu cũng không được thoải mái với người ta, nằm đâu cũng bị người ta nói, ngồi đâu cũng bị người ta nói. Còn đàn ông con trai thì ở chằn một quần đùi nó làm tá lả âm binh. Không ai nói nó nhiều mà mình là người nữ chứ cần. Nó không hợp lý một cái là người ta nói đàn bà gì kỳ cục không nết na. Đúng không? Nằm ngủ mà chành bành ra cũng bị nói. Còn đàn ông thì có khi mà nó bành tay bành chân ra không ai nói nó chứ. Kỳ cục vô cùng, mà nữ mình thì cái gì người ta cũng nói. Đi sớm về muộn người ta cũng nói. Ở đâu vắng vẻ cũng không được, khó khăn vô cùng. Nó rồi bị thiệt thòi. Nó đàn ông thì năm thê bảy thiếp, mà đàn bà chín chiên một chồng, thấy eo hẹp chưa? Hiểu thấy không? Đàn ông thì kêu năm thê bảy thiếp là lấy bao nhiêu vợ cũng được. Đàn bà thì kêu chín chiên là nhất định cái hạnh là phải có một chồng. À, mà đụng cái là bị la bị gậy. Còn ngày xưa còn nói là chồng chúa vợ tôi nữa, thấy không? Giống như làm vợ người ta mà giống như làm tôi mọi vậy đó, bị la bị gầy sanh đẻ khó khăn. Rồi cái niềm vui của người đàn bà là phải nương vào đàn ông để mà vui không à. Nhìn sắc mặt chồng vui thì mình vui, mà chồng buồn thì mình buồn. Nó đi đâu đi chưa về thì mình cũng lo cũng sợ, đủ chuyện hết chuẩn bị. Coi phải Phật nói là nhàm chán thân nữ không, rồi đẻ khổ đau, mang bầu nặng nề, nó mang bầu cái bụng bự nê nê, cái tướng thế mà ghê. Trời ơi, khi ốm nghén rồi ăn uống khó khăn, thèm đồ chua ăn xài, ăn vô thì ói ra, bụng càng ngày càng bự, nằm khó, đứng khó, ngồi khó. Còn khi đẻ thì Phật nói là thập tử nhất sanh, nên mới nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ý nói rằng cái sự khổ đau của người đàn bà không ai có thể hỗ trợ được. Khi đẻ là sự khổ đau nhất trong cuộc đời mình. Ai đẻ sẽ biết. Chưa đẻ thì hãy đẻ đi rồi biết. Đúng không? Trời ơi khổ không? Như vậy mà có khi đẻ 4-5 đứa.
Khổ cỡ như vậy mà phải vì đàn ông, vì chồng. Đẻ một đứa rồi anh ơi nghỉ. Thì lúc đó còn đứa con nhỏ nhỏ thì nhưng mà khi lớn lớn lên chút nguôi nguôi cái đau thì nó nói em ơi gán thêm đứa đi. Thì bắt đầu là gán giùm cho nó thêm đứa nữa. Bắt đầu nó nói rằng hai đứa con gái mà chưa có thằng con trai nào, em phải làm tròn trách nhiệm để nói giỏi tông đường, cố gắng tìm thêm một đứa con trai, đẻ thêm đứa nó là con gái. Tiếp tục nó nói em chưa làm tròn trách nhiệm, em phải gán thêm đứa nữa. Cuối cùng thêm một đứa nữa có con trai. Con trai được rồi thì vẫn là không thương, vẫn là không thương. Thấy không? Thấy khổ không? Nên những đức nói chúc mừng các cô mình vô chùa tu. Thấy là nửa phần của người phụ nữ là họ được đỡ khổ rồi, đúng không? Còn ở ngoài đời là hoàn toàn khổ, còn vô chùa tu là đỡ gánh đàn ông, đỡ mang bầu và đỡ bị đẻ. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị thấy không? Trời ơi, khổ đau mà cái đẻ quý vị thấy phải nhàm chán tăng nữ quý vị. Phật nói là dí như thọc huyết châu dê. Khi đẻ rồi là máu me dầm dề, hao tổn, kiệt quệ, sức khỏe bị hao tổn. Nên tại sao người phụ nữ nó già hơn người đàn ông? Vì đẻ chữa mà già hơn người đàn ông. Nói quý vị coi phải đẻ gặn kinh khủng không? Gặn muốn lộn mèo luôn. Trời ơi nó khổ đừng có nói nữa. Bởi vì tại sao mà đẻ mà không cho chồng ngồi kế bên? Chồng ngồi kế bên đặng băng huyết. Tại vì khi đau quá nhìn gặp thằng chồng đau đẻ quá nó nhìn thằng chồng nó nói tay mày, mày đi ra khỏi phòng đẻ cho tao. Tao nói rồi, tao không có chịu sanh nữa đâu mà mày kêu tao sanh. Bây giờ tao đau như vậy, mày gọi trước mặt tao á, tao giết mày. Thì lúc đó mất đẻ mà còn tức thì băng huyết chết chứ sao. Nên mụ không cho ông chồng ngồi trong đó là có lý, hiểu không? Nhưng mà mấy ông này đi bên ngoài chứ cũng như con gà mất đẻ. Bên trong mà vợ gặn mà chưa đẻ xong thì mấy ổng cũng trời cái gì vậy trời. Cũng nôn nao, nôn ruột hết chứ đâu có giỡn đâu. Nhưng mà không dám vô, người ta không cho vô, hiểu không? Nên ở bên trong gặn, trời ơi, cầm một cái cây sắt, vịn cây sắt mà gặn. Bành cái chân ra. Thì đẻ thì bành cái chân ra chứ sao, nhưng đức quan niệm là nghĩ vậy thôi. Chứ ai mà đẻ mà khép chân lại. Khép chân lại sao đẻ, hiểu không? Chắc chắn luôn, cái tay thì trên thì vịn đúng không? Tay thì vịn mà vịn chắc chắn là vịn xa. Vịn xa gan gì, còn hai cái chân ở dưới bạc ra, bà mụ bà coi ra chưa. Gán lên con. Gán lên chút nữa ra rồi, con. Không sao đâu. Bà mụ phải vuốt ve chứ. Không sao đâu con. Nhưng mà sau này nhà Đức chỉ cách đẻ đúng là hay. Chỉ cách đẻ mấy lần luôn quý vị thấy không? Mỗi lần gặn nha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô là hít hơ. Nam mô là hít hơ nha quý vị. Chữ Nam mô Quán Thế Âm là đang tích tụ cái sức. Nam mô Quán Thế Âm là tích tụ sức. Tá ra liền một phát một thôi. Chạy cái vèo. Cái bà mụ bà nói đúng là con nhỏ này sức khỏe vô cùng. Cái nói sức khỏe của tôi là nhờ niệm Bồ Tát mà ra mau như vậy thôi. Còn quý vị gặn đâu có hơ đâu, đâu có sức đâu. Vậy thấy không, trung bình cái người phụ nữ mà không biết tu thì gặn của quý vị là gặn hơ không, hơ kiệt mà gặn. Nó đâu có hơ đâu, không biết tích hơ. Còn cái người mà biết niệm Phật niệm Bồ Tát là biết tích hơ. Nam mô Quán Thế Âm Tát. Nam mô Quán Thế Âm Tát. Thấy chưa? Chậm lắm là hai cái tát là chạy mất tiêu, chạy mất dép luôn. Thấy chưa? Thì bây giờ tất cả những người trẻ ở đây mà sau này đẻ nhớ lời những đức nghe chưa. Từ khi vô chùa mình thì không đẻ thôi. Ở ngoài là thế nào cũng đẻ à, nhỏ lớn gì thế nào cũng đẻ, nhưng đức nó bảo đảm 100%. Không thì nhớ ấn tượng cả đời cái câu này nghe. Nhớ mai mốt mà mang bầu là cứ vuốt cái bụng Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi ngày nhìn Phật A Di Đà để con sau này đẹp giống A Di Đà Phật nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ đừng có tưởng chồng vẫn là khổ đạo. Nó con mà giống A Di Đà Phật là chồng nó không bao giờ ghen được ai, không lẽ nó đi ghen với A Di Đà Phật. Nhưng quý vị mang bầu mà nhớ như đức nó giống cái mặt như đức, cái gan như đức nó ghen đó.
nói bà đi chùa, đi chùa hộ pháp, bây giờ tại sao sanh y gan thầy những đức vậy? Tối ngày nghe Đức giảng cứ nhìn như Đức hoài á. Lúc con bầu cứ nhìn cái mặt như Đức giảng, mắt cười cười sặc sặc, cứ nhìn hoài cái mặt như Đức. Thì mai mốt thì tướng do tâm sanh, nhìn cái mặt như Đức rồi thích, rồi quý, rồi cuối cùng đẻ ra cái mỏ hôi gan như Đức à. Trời ơi, lúc đó cái như là thôi. Lúc đó chắc nhà cửa chùa chiền quanh chành quá, cứ kéo nó đây ào 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 ào, nó ông Đức sao vợ tôi về đây tu với sao đẻ y gan mặt ông ấy. Nó ai biết gì chứ tôi có làm gì đâu trời ơi trời. Hỏi cả chùa để đi có bao giờ đi về đây tu mà tôi tiếp nghiêng tiếp gì đâu trời ơi. Sao qua ức cho tôi dữ trời. Hiểu không? Nó nên nó để cái hình Phật A Di Đà nè, Tam Thánh để trước mặt. Lúc mang bầu cái nhìn, nhìn mà niệm nhìn Phật á. Nhìn Phật nghe không? Đi đẻ y gan Phật A Di Đà. Mặt đẹp như Phật A Di Đà đó. À, đặc biệt vậy đó, rồi mai mốt đẻ dễ dữ lắm, dễ đẻ lắm, không có khó đâu, nghe không? Nó thôi, này là ta dạy bao nhiêu người mà thành công mà trời ơi. Có cái bà kia đẻ đôi mà nó ẹt có hai cái mà chạy ton ton vậy. Hiểu không? Nên từ nên đó quý vị thấy tu hành ông nó áp dụng đó chưa? Có nghĩa Phật Pháp nó áp dụng trong mọi hoàn cảnh luôn. Đúng là hay thiệt, Phật Pháp quá hay. Thì thấy chưa? Nói chuyện mà một tiếng 20 phút mà thấy chưa, nói sao không biết mà tỉnh veo là ngon. Có thấy ai đau chân gì không? Quên mất tiêu luôn, vì vui quá tát quá trời mà gì mà đau chân nữa tát. Thấy chưa? Mấy người mà coi trực tiếp chắc cũng cười bể bụng. Cái độ này mà nó không chiếu được mấy bà cái đó trời ơi thầy thầy sao đoạn này tắt queo thì tận tức quá, thấy không? Nên từ nó đó tại sao chủ nhật dù mình vui cái đặc biệt là như vậy đó, thấy không? Phật Pháp nó phải như vậy đó. Đó nên quý vị học Phật á, nhớ nè, cái này là câu kết luận nè, trong cuộc đời con người không nên sống khổ. Chỉ có những người sống khổ là những người không nghe được đạo mới sống khổ, còn những người nghe được đạo mà nghe được tịnh độ là không nên sống khổ. Vì ta không phải chi cầu ở cõi đời này, mà ta nghĩ ta là người dân ở cực lạc. Đã là ta là người dân ở cực lạc thì ta phải luôn luôn sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, vì ta nghĩ rằng cuộc đời ta một ngày nào cũng ra đi, chứ không phải ở cõi đời này hoài mãi mãi, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi mà thôi. Ta là người dân ở cực lạc. Mọi người chúng ta nghe được Phật Pháp có thể gặp trong cái cảnh giới sống của mình mà thuận hay nghịch, mà có thể mang cái tâm cảm ơn để sống, thì tức khắc nghiệp chướng gì cũng quá giải. Nhiều người chúng ta phần nhiều là mang cái tâm oán hận để sống, nên nghiệp chướng nó cứ tăng thêm. Từ con người sống cho đến người chết mà làm cô hồn hay chư hương linh, hay những người chết về chiến trận này kia đâu, đều là mang một cái tâm mà oán hận, hoặc là một cái tâm mà dính mắc trong cái cuộc đời này để sống, gọi là dụng tình để hành sự, thì chúng ta càng mê hoặc điên đảo và càng khổ đau. Nếu như mang một cái tâm mà cảm ơn để sống, thì nhất định cuộc đời chúng ta sống an vui tự tại lắm. Mà một con người mang cái tâm cảm ơn để sống á, là do gì? Trong cái khổ mà mình vượt ra được. Thí dụ như giờ chồng mình đối xử với mình tệ bạc mà mình có thể gặp Phật Pháp. Nó đối xử quá tệ với mình, tự nhiên mình tiếp nhận Phật Pháp. Khi mình tiếp nhận Phật Pháp mình mới thấy, nhờ cái người chồng đối xử tệ bạc mà mình mới gặp Phật Pháp. Chứ nếu như mà niệm ấm văn im thì chưa chắc đi lễ Phật, chưa chắc chịu tu, vì nó vui quá. Nên bây giờ mình đi tìm cái gì bây giờ? Hưởng thôi, hiểu không? Nên rất là nhiều người trong cái cuộc đời chúng ta là nó phải có một cái gì đó mà mình nhìn nhận vô thường. Nó có một cái gì đó mà mình nhìn nhận rằng cuộc đời không tồn tại.
hoặc là mình nhìn từ ông bà cha mẹ mình từng đời cuối cùng cũng chết đi, cuối cùng được cái gì đâu. Tất cả những cái này đều cho chúng ta một cái góc độ nhìn để mà mình tìm đến Phật pháp và hướng đến cái chuyện giải thoát. Phải nhớ. Nên tất cả những cái mà mình cho rằng người ta làm mình khổ mà ở trong đó mà mình vượt ra được thì tự nhiên mình sẽ cảm ơn. Cũng như cô giáo Lưu Tố Văn mà cái nhân duyên của cô mà cô lấy nhà người chồng bị tâm thần, mà cô thường dùng thuốc tâm thần, mà ông chồng này ông lạ lắm, có nghĩa là ông uống thuốc bệnh tâm thần là ông bắt cái cô này phải dùng trước, ông mới chịu uống, kỳ cục như vậy. Mà cô này cô vì chồng cô mà cô dùng thuốc người tâm thần dùng trước, ông mới chịu uống. Nên bác sĩ cũng khuyến cáo rằng là cô mà dùng thuốc này giết không có tốt đâu, không có được đâu. Nhưng mà cô nói rằng là chồng con rất là kỳ, ảnh uống thuốc là con phải uống trước, ảnh mới chịu uống. Có nghĩa là cuộc đời của cô rất là khổ đối với cái người chồng này. Cô trả cái nợ cô rất khổ. Khi sau này cô gặp Phật pháp, cô mới thông hiểu được. Và cô mang một cái tâm cảm ơn. Mà đến khi cô biết Phật pháp sâu sắc rồi đó nghe, mà lúc đó là chồng của cô cũng hết bị bệnh điên. Nhưng mà ông chuyển qua là, thí dụ như cô nghe pháp thì ông bắt đá banh, quý vị có dính vụ này hay không? Rồi cô niệm Phật thì ổng làm cái gì đó ngược lại ầm 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 gì đó, ổng làm trở ngại. Hoặc là mình đang muốn niệm Phật nghe pháp cái gì đi thì ổng bắt nhạc rap lớn lên, ổng bắt ầm 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 lên cho mình đừng có tu được. Thì có một lần cô tức quá, cô bước ra cô nói rằng hình như là tôi khổ vì ông mà gần hết cuộc đời, bộ chưa đủ sao mà bây giờ tôi muốn tu hành ông vẫn phải trở ngại. Vậy đó mà ông nói một câu gì nè, ông nói một câu: bây giờ bà học tiểu học thì thầy giáo đưa ra đề tiểu học, bà học trung học thì thầy giáo đưa ra đề trung học, còn bà học đại học thì thầy giáo đưa ra đề đại học, chưa đại học. Còn nếu bây giờ bà muốn làm Phật thì cái đề học nó phải cao hơn. Vậy thì bà trách tôi làm gì? Bà là người tu, ông có tu, nhưng mà khi bà chết đông ông nói vậy đó thì lúc đó bà tỉnh ngộ liền, bà nói như vậy ông giúp tôi làm Phật hả? Nó tôi giúp bà làm Phật đó. Nên quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này Phật Bồ Tát vẫn là thể hiện mặt trái, mặt trái nó khảo đảo mặt phải. Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng về Nhạc Phi và Tằng Cối, người thế gian thì cứ mắng chửi Tằng Cối. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng tôi thì tôi thấy Tằng Cối không có xấu, vì nhờ Tằng Cối làm việc không phải nên mới nâng Nhạc Phi cao lên. Còn Tằng Cối thì bị chửi muôn đời, còn Nhạc Phi thì nâng lên càng cao càng cao lên. Thì khi mình càng học Phật rồi mình mới nhận thức rằng, thí dụ như một cái cây sắt rất là thô, hay là chúng ta muốn làm một cái món đồ gì cho nó đẹp, thì quý vị coi phải là mình phải cần mài dũa không? Cắt gọn. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta trong cái cuộc đời này đều phải được sự mài dũa hết. Từ con người phàm phu là chúng ta có nhiều khía cạnh quá, giống rai gốc đồ chúng ta nó mọc đầy người từ đầu đến chân. Mình là quý vị coi phải bồ đề gai nó mọc đầy chân, đầy mình mẩy đầy đầu cổ mặt mày không? Ở đâu cũng là thấy gai gốc không à. Thì phải cần có những cái thứ cứng hơn để nó dũa. Nó dũa từ từ rồi mới sạch gai gốc. Rồi bản thân chúng ta lúc đó mới hiểu ra rằng, ô thì ra cái người chồng, người vợ, người con này hay bạn bè này mà làm cái chướng ngại này đều là giúp mình tiêu nghiệp ở cái cõi này. Có nghĩa là giúp mình tiêu nghiệp ở cái cõi này là cái cõi trả qua báo ngắn ngủi, mà giúp mình trả qua báo khổ đau ngắn ngủi. Nếu như cái qua báo ở cõi này mà không trả, vui trả ngắn ngủi ở đời này, thì chúng ta phải chịu trả trong tam đồ ác đạo. Mà trong tam đồ ác đạo thì nó quá lâu, cái khổ của nó cực kỳ khổ. Có nghĩa là cái khổ ở thế gian này có khổ cỡ nào thì so với tam đồ ác đạo thì nó chỉ một phần ngàn. Khổ ở thế gian chỉ một phần,
mà cái khổ trong tam đồ tới ngàn phần. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có thể cảm ơn để mà vui trả hay không? Hãy bình tĩnh suy nghĩ. Nên nhiều người chúng ta có khi chúng ta trong một cái sự trở ngại gì đó mà chúng ta chỉ là nghĩ rằng mình là một con người đúng, tại sao họ cứ trở ngại mình hoài như vậy? Mình chỉ nghĩ là mình đúng như vậy đó, tại sao họ cứ trở ngại mình? Nhưng cái đúng của mình chỉ nhìn trong cái cuộc đời này, mình không thể nào nhìn ra được nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã đối xử với người ta như thế nào. Mình chỉ nhìn cái đời này, hoặc là mình nhìn người này đời này hiền mà tại sao người này lại bị bệnh hoạn hoặc bị người ta hại hoài. Mình chỉ nhìn đời này là người này hiền, chứ mình không có biết nhiều đời nhiều kiếp là con người này như thế nào mà bây giờ chịu cái quả báo này. Nên Phật mới nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên con người mà có thể mang được cái tâm cảm ơn, phát ra được cái tâm cảm ơn, đều là toàn những con người trong cái khổ mà vượt qua, và trong cái khổ mà tiến hướng đến mục tiêu tốt đẹp. Khi được tốt đẹp rồi thì mới mang tâm cảm ơn. Toàn là như vậy. Đây là những đức trải nghiệm 100% luôn này cho quý vị biết nè. Khi ngày xưa mà những đức mới đi làm công và sư phụ những đức bà chửi những đức, đúng là những đức nhờ bà mà những đức đi tu được. Bà chửi không tưởng tượng được, chưa từng thấy một người thợ nấu nào mà hung dữ mà chửi như vậy luôn. Mà mình lúc đó 18 tuổi mà vì mình đã rèn luyện được lúc còn nhỏ, mắt mẹ mình khổ sẵn à. Chứ nếu như người bình thường thì không ai chịu nổi đâu. Bà chửi kinh khủng luôn những đức ngày xưa hận bà. Mà trong lòng những đức nói nhất định tôi phải làm hơn bà. Ghê không? Nghe cái tâm hận nhưng mà lại vượt lên chính mình là tôi phải làm hơn bà. Còn nhiều con người bây giờ là họ khổ là họ sẽ bỏ cuộc. Còn riêng những đức là không bao giờ cái chuyện mà những đức đã khổ mà những đức bỏ cuộc. Cái tính con người những đức là trong cái khổ phải vượt qua. Từ lúc còn nhỏ đã có cái tính là ai mà áp đặt nặng quá là nhất định phải vượt qua người đó, tuyệt đối không lùi mà vượt qua đó. Cái tính con người những đức là như vậy. Nên những đức đúng ra là không phải là học nghề nấu ăn, nhưng mà do bà sư phụ này bà quá chữ những đức mà những đức phải học nghề nấu ăn. Tại vì những đức nói rằng bà bây giờ 50 mấy tuổi, tôi mới 18 tuổi, tôi chịu đựng trong vòng vài năm tôi cũng hơn bà. Vì bà si kiệt, bà già yếu, còn tôi còn khỏe, thời gian của tôi dài, thời gian bà ngắn, tôi kiên nhẫn, tôi sẽ hơn bà. Nên cuối cùng bà chửi cỡ nào chửi, khi những đức vừa phát cái tâm gì thì chửi cỡ nào những đức cũng chịu đựng được. Nhưng trong vòng 3 năm thôi là bà thương mình. Vậy thì trong tất cả những cái sự trở ngại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn mà có mục tiêu thì thế nào chúng ta cũng nhất định tự nhiên sẽ thu phục được cái người mà trở ngại mình. Chỉ cần mình kiên nhẫn hơn họ, một bên là chửi mắng kiên nhẫn, một bên là chịu đựng kiên nhẫn. Nhưng mà cái chửi mắng kiên nhẫn sẽ khổ đau hơn là kiên nhẫn chịu đựng. Nhớ nghe. Mà cái người kiên nhẫn chịu đựng toàn là những con người phải có tâm giải thoát. Nếu như không có một cái tâm giải thoát là kiên nhẫn hận thù. Nhớ không? Kiên nhẫn để đạt đến mục tiêu để rồi trả thù. Đây cũng khổ đau luôn. Nhưng trong nhà Phật kia mình kiên nhẫn để giải thoát. Chỉ có giải thoát mới hết khổ. Phật vẫn là cao minh hơn. Chỉ có giải thoát mới hết khổ. Còn pháp thế gian thì kêu mình kiên nhẫn để đạt đến mục đích để trả thù. Thí dụ như pháp thế gian Tôn Tẳng bà Nguyên, quý vị coi câu chuyện nó rõ ràng không? Đó. Có nghĩa là bà Nguyên rất là ác, ích kỷ chơi với bạn mà tiểu nhân hại bạn vì danh vì lợi, đúng không? Mà có thể hại người bạn Tôn Tẳng này mà gọi là cắt nhượng bạn luôn, tắt nguyên hết luôn. Nhưng mà cuối cùng Tôn Tẳng suy nghĩ ra một cách là bây giờ mình phải giả điên. Phải giả điên. Phải giả điên để mà thoát cái nạn này mới được. Trong khi là bị cắt nhượng đồ là tàn tật ngồi xa lăng. Như vậy mà chữ nhẫn đó là bây giờ phải giả điên. Vậy mà bà Nguyên chưa chịu bỏ qua. Lấy phân ra, đem nguyên một cái bô phân ra mày ăn. Nếu mày ăn phân á thì tao tin mày điên. Con người mà bốc phân ăn thì không có đơn giản đâu quý vị. Không? Vậy mà Tôn Tẳng vì mục tiêu để mà thoát cái nạn này, để cơ hội báo thù, vậy mà bóc phân ăn đồ, nhai ăn đồ, nuốt trọng đồ ăn ngon lành, rồi múc nước phân húp rột rột vô cà phê. cách diễn đạt vậy nó mới vui, đúng không? Không? Nên quý vị biết rằng đó là pháp thế gian thôi, chỉ là một đời ngắn ngủi đi qua thôi. Vậy mà họ kiên nhẫn được, họ làm được.
Như vậy mà qua mặt được bà Nguyên, mà cuối cùng nghe thoát được cái nạn đó, vậy mà qua bên nước bên kia, cuối cùng là quân sư nước bên kia, tính toán những cái mưu kế làm sao để diệt vong bà Nguyên. Cuối cùng hạ được bà Nguyên, nhưng đó là chỉ cái pháp thế gian thôi, nhẫn để báo thù, hiểu không? Còn mình là người tu hành, gặp sự cố khổ đau, mình nhẫn, mình niệm Phật, để mục tiêu mình đi đâu? Về cực lạc. Cái này mới cao minh nè, cái này mới tuyệt nè. Cái này là gì? Cái này là hướng thượng, hiểu không? Cái này là hướng thượng. Còn nhẫn để đạt đến mục đích để báo thù là hướng hướng tặng cùng hạ cấp. Nhìn thì thành công đó nhưng hạ cấp. Vẫn là tâm báo thù khổ đau để nhẫn nại, để báo thù thì hạ cấp. Còn nếu như mình hướng để giải thoát là hướng thượng. Phật pháp dạy mình là hướng gì? Hướng thượng. Nên khi quý vị hướng thượng được thì quý vị mới thấy cảm ơn. Như những đức bây giờ mới cảm ơn bà sư phụ, trong lòng những đức rất là mong có duyên gặp lại bà, trong khi nhiều năm rồi không gặp được, không biết bà còn sống hay đã chết. Mong mà mình gặp được bà, những đức cũng có thể phụng dưỡng bà luôn. Những đức nói rằng tôi cảm ơn bà, nhờ bà mà tôi đi tu được. Nếu tôi mà không gặp bà chửi thì chưa chắc tôi vô chùa tôi ở được. Tại vì vô chùa cũng bị chửi, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe trời. Nó ngoài đời bị chửi thì mình nói là phàm phu chửi nhau, mình không nói đúng không? Vô chùa vẫn bị hơn thua, vô chùa vẫn bị đàn áp, vô chùa vẫn bị chửi, vô chùa vẫn có những cái mặt mà danh lợi ở trong chùa luôn. Nhờ bà chửi những đức rèn những đức được 3 năm. 3 năm bị chửi và trở thành một con người là ngày nào cũng ăn chửi. Ngày nào mà không chửi là ngày đó ăn không ngon. Đạt tới trình độ mà gọi là gì? Chai lì luôn. Và bà sư phụ bà nói một câu mà những đức nhớ hoài luôn. Bà nói cuộc đời của tao nấu ăn 20 mấy năm, nhiều người phụ tao đều rớt hết, tao chưa từng thấy một cái thằng lì như mày. Mày là cái thằng lì nhất trong cuộc đời của tao luôn. Mày kinh khủng thiệt chứ. Mày ở đâu đến đây? Những đức nói ở miền Tây. Không, lì kinh khủng thiệt chứ. Nghĩa là như thế nào? Chửi đứng chơ chơ, chửi bình thường, không đổi sắc mặt luôn. Chửi mà không đổi sắc mặt, không bao giờ mà có một cái tâm gì mà gọi là bực bội khó chịu luôn. Kinh khủng như vậy đó. Chỉ có đạt mục tiêu là gì? Nhất định phải hơn bà, nhất định một ngày nào hơn bà, vậy thôi. Rồi cuối cùng cái 3 năm sau bà thương mình, bà quý mình vô cùng. Trời ơi, khi mà chửi thì cũng khổ, mà khi mà quý quá cũng khổ. Thì quý vị biết trong cái cõi đời này, bây giờ nhà Đức nói câu này quý vị thấy rõ ràng luôn. Có khi chồng mà nó bỏ rơi, bỏ rớt mình thì mình cũng thấy cô đơn, mà nó thương quá thương thì mình cũng ớn luôn nữa. Mấy bà có bị không? Cái lúc mà nó quá thương mình cũng ngao ngán luôn nữa. Nó thương đến mức mà nó không xa lìa mình. Trời ơi, mình chịu không nổi, nó thương gì đâu mà, nó thương như đĩa vậy. Nó dai, trời ơi, nó kinh khủng vậy đó. Thì quý vị cũng ngán ngẩm đúng không? Trong cái cõi đời này nó không bao giờ cho quý vị tròn vẹn đâu. Chính những đức đã trải qua nè, mà học Phật pháp mới nhìn ra. Học Phật pháp mới nhìn ra được. Thì quý vị biết rằng khi bà quý bà thương những đức, bà đi đâu bà cũng kêu những đức chở chứ. Thì quý vị biết đàn bà mà cứ là đi chợ mua đồ này đồ kia đồ nọ, rồi bà thì ăn diện son phấn bà mua đồ thứ đủ thứ. Nào là chợ vườn chuối bà dẫn đi, chợ sớm chiếu bà dẫn đi, thành phố á, đủ thứ chợ bà cứ kêu mình chở bà đi. Mà mình có tò tò sau lưng mình đi xách đồ giùm cho bà. Mua cái gì mà bà cũng dẫn mình đi để mình xách đồ phía sau. Bà mua cái thứ gì bà cũng kêu mình cầm. Cuối cùng nhờ vậy mà mình cũng nhiều chuyện bà tám luôn. Tại vì bà dẫn đi đủ nơi đủ chỗ chứ mà chợ. Nó thì bây giờ phải đi theo. Nó rồi xong á rồi đói bụng mới mua đồ cho ăn. Rồi bắt đầu bà nấu đồ ăn ngon ngon cho ăn. Nó tới bà thương là bà thương vậy đó. Rồi mình mà nói chuyện với ai mà chơi thân với ai bà cũng ghét nữa, bà không chịu. Cái người phụ nữ nó lạ như vậy đó chợ. Khi nó ghét thì nó không nhìn mặt, mà khi nó thương thì nó chỉ muốn là mình nhìn mặt nó thôi chứ nó không cho mình nhìn ai. Đúng là cái thứ ác độc. Kỳ cục ghê. Nó lạ lắm. Nên quý vị trong Phật pháp nó mới giải tỏa hết tất cả và nhìn ra tất cả sự việc của mặt trái gì thế gian luôn.
Nó nên bởi vì tại sao những đức nói chuyện nó phong phú, quý vị nghe được rõ ràng luôn. Khi nghe rồi quý vị mới thấy rằng cái việc mà mang tâm cảm ơn nó không đơn giản chút nào. Cái người mà mang tâm cảm ơn là nó phải cung cực khổ đau, rồi nó mới vượt qua khổ đau, rồi nó gặp được một cái việc tu đạo giải thoát, rồi lúc đó nó mới nhìn ra cái chuyện cảm ơn. Chứ không có dễ cảm ơn đâu quý vị. Chúng ta chỉ sống trong cái tâm hận thù là phần nhiều, chứ không thể nào cảm ơn được. Quý vị đều có phải thời gian hết trơn á, đều có thời gian hết. Nên tất cả những cô mà bị chồng bỏ chồng chê đi, chồng đối xử tệ bạc đi, lúc nó thương vô cùng, mà lúc nó quýnh te tua. Nó quýnh rồi nó thương rồi nó quýnh, nó làm hoài đó, có không? Nó thương rồi nó quýnh rồi nó thương rồi nó đẻ rồi nó quýnh. Ờ, có không? Trời ơi, quý vị biết rằng có khi sống với vợ chồng với nhau, có lúc thì nó chửi te tua, nó chửi xong cái là nó đang nghỉ, là bắt đầu nó thương. Nó thương xong cái ngày mai cái nó quýnh. Nó quýnh xong bắt đầu là ngày mốt cái nó thương. Nó cứ làm hoài như vậy mà nó trao đảo mình, mình mất phương hướng luôn vậy đó quý vị. Rồi có những lúc mà nó đối xử, nó nói chuyện rất tệ, nhưng có những lúc mà nó lỡ nó năn nỉ, nó nói chuyện, nó nói tăng bốc, nó nói hết tất cả những lời nói trong nội tâm của nó nói ra. Nó nói mà mình chịu không nổi, thì lúc đó tự nhiên mình hận mình. Mình hận mình là vì sao? Vì tại sao mà cái lúc mình hận mình nói dữ lắm, mình không bao giờ bị dụ nó đâu, vậy mà nó lỡ nó nói là mình nghe theo liền, mình chịu không nổi. Nó tại sao mình như vậy mà có khi mình tức mình luôn, mình hận mình luôn. Điều quy về cái chỗ gì? Còn thiếu nợ. Còn thiếu nợ. Nên có nhiều người không hiểu thì ta nói tại sao mày ngu như vậy? Cái thằng này cái thằng lũ đạn, cái thằng này là cái thằng tệ lậu, mà tại sao mày nó nói là mày nghe? Tại sao mày đã bỏ nó rồi, mày xa nó rồi, mà tại sao mày còn nhào đầu vào mày chịu? Tại sao mày ngu như vậy? Tại sao mày ngu? Cái mặt mày sáng như vậy, tại sao mày ngu như vậy? Không phải. Tại vì nó còn nợ. Nó còn nợ nên cái con nợ đến đòi. Con nợ đến chỉ cần gõ cửa trái tim là mở ra liền, không nói vòng vo gì chứ. Trời ơi, bao nhiêu cái màn kịch trong cái cuộc đời này quý vị nhìn rõ ràng luôn mà. Nó thật sự nếu con nợ là nhất định phải còn trả. Nên mới nói là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Chỉ dùng một câu là thiếu nợ là phải trả, nhất định là phải trả. Quý vị không thể nào mà không trả được đâu quý vị à. Nên á, con người chúng ta khi thiếu nợ chúng ta sẽ bị mù quáng vô cùng. Vì còn thiếu nợ là phải mù quáng. Nó nên á, phải dùng cái pháp tu này thôi à. Nên chỉ có câu vọng hiệu này là một cái phương pháp gần gũi quý vị nhất luôn. Khi quý vị tu và niệm Phật rồi, tới đạt một cái ngày nào là cái công phu mà gọi là công phu có lực là mình thích niệm Phật đó. Dù cái khổ đau gì, dù người ta nói mình ngu si gì, mình vẫn hiểu nguyên lý đó hết luôn. Người ta nói sao mình cũng hiểu, mình không cần cãi lại luôn, mình biết hết rồi. Thiếu nợ mình biết thiếu nợ rồi. Nhưng mà trong cái lúc trả nợ mình phải có cái tâm giải thoát, mình phải siêng tu. Rồi trong cái khổ đau mình cũng siêng tu, trong cái trở ngại gì mình cũng siêng tu, trong cái hạnh phúc mình cũng siêng tu, lúc chồng thương cũng siêng tu, mà lúc chồng ghét cũng siêng tu, lúc được nâng niu cũng siêng tu, vì mình đều nhìn ra được hết cái vô thường. Thì lúc đó hoàn toàn quý vị chỉ nhìn ra rằng đúng rõ ràng sống trong thế giới cảm ơn. Đó, nó đều có thời gian vậy đó. Nên quý vị biết rằng nếu không có cái khổ là không tiếp nhận Phật pháp đâu. Quý vị biết tại sao Phật pháp bây giờ si không quý vị? Biết không? Tất cả những con người phần nhiều bây giờ đi tu không phải như thờ của Đức Phật hay thờ ngày xưa. Như Đức Cha Cú về lịch sử, như Đức nhìn nhận. Phần nhiều bây giờ, thí dụ như một con người học giỏi, thông minh, họ sẽ đi kiếm tiền. Lạ như vậy, phần nhiều. Còn những con người mà lạ thai, tưng tưng như những Đức được, đi tù. Làm ăn là gọi là không được cái gì như những Đức, đi tù. Xấu xí như những Đức, đi tù. Gặp sự cố gì đó, đi tù. Hay bị chồng bỏ, chồng chê gì đó, thì mới đi tù. Rồi khi già hết xíu quách rồi đó, thì mới đi tù. Còn ngày xưa là không phải vậy. Ngày xưa không phải vậy đâu. Cái thời Đức Phật còn tại thế, quý vị coi Đức Phật và đệ tử Đức Phật, quý vị coi toàn là những bậc phi phạm còn mới đi tu. Tại vì Phật pháp là một cái giáo học chí thiện, một cái trí tuệ lớn vô cùng, mà con người bình thường làm sao tiếp nhận nổi Phật pháp đây? Cái người bình thường không ai tiếp nhận nổi Phật pháp chứ nha. Vì Phật pháp là một cái giáo học quá sâu, một cái giáo học mà tuyệt vời. Khi con người mà tiếp nhận được cái giáo học của Phật Đà thì quý vị biết không phải đơn giản.
Nên khi mà Đức Phật mà Ngài thành Phật á, Ngài nhìn cái căn tính chúng sanh không có ai mà có thể tiếp nhận nổi cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài muốn mà nhập Niết Bàn luôn quý vị. Nên nó gọi là ở trên trời người ta mới xuống, người ta thỉnh Đức Thế Tôn: thôi hãy phát lòng từ bi mà tiếp tục giảng pháp trụ lại thế gian đi. Nếu mà không có người khuyến thỉnh là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó. Tại vì sao? Vì căn tính con người ở thế gian này khó thế nào tiếp nhận được cái giáo pháp của Phật Đà. Bây giờ Ngài phải tính làm sao để dùng cái phương tiện gì để mà giảng từng căn cơ. Thì lúc đó quý vị biết rằng là chư Phật Bồ Tát mới thị hiện xuống để làm đệ tử của Đức Phật. Thì trong cái thời chánh pháp là phần nhiều có khi những bậc cổ Phật mà thị hiện làm đệ tử của Phật. Tại vì Đức Phật là gia diễn chính, nên những cái người gia diễn chính khác cũng phải đi đến làm giai phụ. Đệ tử của Đức Phật không phải là người tầm thường, có khi những bậc cổ Phật, có khi những vị còn hơn Đức Phật mà làm đệ tử của Phật. Đó là thời chánh pháp thị hiện, có người nghe pháp để chứng quả, thị hiện đó để dẫn dắt Phật pháp đó. Rồi xong thờ tượng pháp, dẫn có những bậc Bồ Tát xuống thế để thị hiện trong thờ tượng pháp, tu thiền định thành tựu. Có người này thành tựu mà ít lắm. Thì dẫn dắt Phật pháp tiếp tục tới thờ mạt pháp. Mạt pháp là con người đọc kinh, đọc sách không có ai tiếp nhận nổi đâu. Kinh giáo đọc thì đọc, không có ai nghe nổi. Rồi kinh giáo là để trong tủ, đóng tủ ở trong tủ mà để trong đó để cho một nát chơ. Quý vị coi, quý vị thỉnh một quyển sách về. Bây giờ mà nói bây giờ in sách mà tặng cho quý vị miễn cưỡng nhận. Quý vị đi tặng sách cho người ta phải miễn cưỡng nhận không? Nhận về xong quý vị không đọc. Quý vị sợ không đọc đây rồi quý vị bị lu mờ trí tuệ, sợ nữa. Rồi mới đem đi nài nỉ cho người này người kia. Nên bây giờ sách vở chư tổ là ít ai đọc. Sách vở là không ai đọc. Rồi kinh giáo thì tụng mà không hiểu. Thí dụ như có những quyển kinh người ta phiên dịch ra văn tự dễ nghe còn tụng còn được được. Còn nếu nguyên văn về chánh văn mà tụng thì quý vị chịu thua đi. Chánh văn là chịu thua đi. Quý vị coi như những ngày sám hối đi. Có mấy đoạn chánh văn quý vị đọc quý vị có hiểu gì không? Không biết một cái gì cả. Từ nào đó rồi những văn tự có những vị Phật quý vị cũng không biết gì cả luôn. Nên tại sao gọi là mạt pháp? Vì con người đọc kinh và nghe pháp không còn hiểu nữa và không làm nữa, ngồi nghe mà không hành trì thì gọi là mạt pháp. Và tu ít có người có tâm giải thoát là mạt pháp. Pháp của Phật không có mạt, mà do con người dùng pháp mà không giải thoát là mạt pháp. Nên Đức Phật mới nói rằng thờ mạt pháp chỉ còn đúng câu A Di Đà Phật để giúp chúng sanh thành tựu. Thì có người nào tiếp nhận tịnh độ mà tin mà chịu tu mà cả đời hành trì thì có người này tuy sanh trong thờ mạt pháp nhưng họ sống trong chánh pháp. Thì quý vị biết rằng là giáo pháp Đức Thế Tôn là dẫn dắt, dẫn dắt từ thời chánh pháp tượng pháp. Và điều quan trọng nhất của Đức Thế Tôn là đến thế gian này là vì chúng sanh thờ mạt pháp, là vì chúng sanh thờ mạt pháp. Chứ Đức Thế Tôn đến thế gian không phải vì chúng sanh thờ chánh pháp và tượng pháp, mà vì chúng sanh thờ mạt pháp. Thì quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị sẽ biết liền. Tại vì sao? Vì khi Đức Thế Tôn chuẩn bị nói về thế giới cực lạc và giảng kinh Vô Lượng Thọ nói về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì tôn giả A Nan là thường thấy Đức Thế Tôn chuẩn bị giảng pháp phóng quang, gương mặt sáng này kia đồ. Nhưng mà ngày hôm nay là Đức Phật phóng quang đẹp rộng lớn, gương mặt Đức Phật là trang nghiêm đẹp hơn tất cả những lần Đức Phật chuẩn bị giảng kinh, những bộ kinh khác. Riêng kinh Vô Lượng Thọ là Đức Thế Tôn phóng quang và dung nhan Đức Phật cực kỳ đẹp. Tôn giả A Nan biết Đức Thế Tôn chuẩn bị giảng một cái diệu pháp thâm sâu nè, chắc chắn luôn. Tôn giả A Nan biết rõ ràng. Nhưng Tôn giả A Nan cũng thị hiện là thỉnh hỏi Đức Thế Tôn. Vừa thỉnh hỏi là cái nền để Đức Phật giảng pháp, giảng tịnh độ. Thì Đức Phật quay qua tán thán Tôn giả A Nan, chỉ có một lời hỏi của ông hỏi ngày hôm nay thôi, mà cái công đức của ông còn lớn hơn là ông cúng dường một cõi của Phật. Ghê chưa? Chúng sanh một cõi Phật, chỉ một lời hỏi của ông hỏi hôm nay thôi còn hơn cái việc cúng dường đó nữa. Có nghĩa là lời hỏi của ông hỏi ngày hôm nay mà chúng sanh trong thời mạt pháp và tặng đời vị lai đều được lợi ích. Chúng sanh trong thời mạt pháp từ cõi người cho đến cõi giờ đều được lợi ích qua từ lời hỏi của ông hỏi ngày hôm nay. Thì quý vị biết cái tịnh độ nó quan trọng cỡ nào cho quý vị.
nó quá quan trọng luôn. Nên Đức Thế Tôn vô cùng hoan hỷ khi chuẩn bị giảng tịnh độ. Bởi vì cái pháp hội mà chia sẻ về tịnh độ thì quý vị thấy cái nhân duyên thù thắng không? Đó. Cái nhân duyên quý vị thấy con người ta mà ngồi kín mít, bây giờ ngồi ngủ gà ngủ gặt, bây giờ cũng không dám đi ra ngoài. Thì vị biết cái nhân duyên tịnh độ nó sâu cỡ nào chưa hả? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình gặp được tịnh độ, tuy mình bây giờ trong thời mạt pháp mà mình chịu nghe tịnh độ, mình chịu tin, mình hưng hực là cái gì? Là nhân duyên quá dễ. Chứ nếu mà nhân duyên mà kém là tự nhiên nó bỏ vào lái đi ra ngoài liền. À, vừa nghe mấy câu rồi nó đi ra ngoài liền, nó nặng nề, không nghe, đi ra ngoài. Thấy không? Nhưng mà khi có duyên rồi mà duyên yếu thì ngồi ngủ gục chơi một chút. Mà có duyên nên không dám đi. Duyên yếu là nó chạy mất tiêu. Còn gặp mà duyên dày thì sao? Cặp mắt nó long lanh thì nó chớp vậy, nó mừng khi mình được nghe tịnh độ. À, duyên dày là quý vị biết, bây giờ tự mỗi một con người ngồi trong đây, tự quý vị kiểm định, quý vị nhìn nhận quý vị, duyên dày duyên mỏng quý vị tự biết hết chứ. À, duyên mỏng là quý vị trong lòng nó ngao ngán, sao nói hoài mệt ghê. Nghĩ nói đi mà nó có duyên nó đi không có được. Nó đã là có duyên rồi nó đi không có được, nhưng mà nó trong lòng nó duyên kém, nó không có muốn nghe mà sao nói hoài, mà ngồi hoài. Rồi ngồi một chút ở đâu? À, là biết là duyên bị mỏng rồi. Mà có duyên thì nó mỏng, nó nói gì đó. Còn cái người duyên dày thì bắt đầu sao? Nó ngóng, nó tìm, chỗ nó tìm ai mà nói văn vẳng ở đâu, ở đâu. Nó tìm, chỗ nó tìm, mà nó hừng hực cái tâm lên. Giống như bây giờ, giống như cái kẻ chết đuối mà gặp được chiếc phao vậy đó vậy. Tự nhiên con người mình gặp được một chiếc phao giải thoát, mừng như vậy đó. Mà nó ngóng, nó nhìn, nó mừng, nó cảm ơn. Là duyên dày, tự kiểm đi. Tự kiểm tâm mình là biết duyên mỏng, duyên dày liền gì đâu. Thì quý vị biết rằng là những đức đi tu vừa nghe tịnh độ một phát một thôi, chỉ đúng nghe câu A Di Đà Phật thôi, vừa nghe một cái thôi là sao? Cả đời tôi sẽ niệm Phật, quý vị tin không? Vừa nghe một lần câu Phật hiệu, và tự nhiên không ngày giảng, cái đĩa giảng mà sống trong thế giới biết ơn, nghe một phát thôi là nói tôi sẽ niệm Phật cả đời. Đó. Là niệm Phật hơn 13 năm nay. Không có đi tìm ở đâu hay là đi học ở đâu thêm cái gì nữa chứ. Và cũng không muốn đi tìm ở đâu nữa chứ. Tôi chỉ muốn niệm Phật cả đời vậy thôi. Thì quý vị biết cái duyên nó cũng vậy cỡ nào rồi đó. Dù gặp những cái sự trở ngại gì, người ta muốn chuyển xây cỡ nào, cũng muốn tôi niệm Phật cả đời. Chỉ muốn niệm Phật cả đời. Và thường cứ ngày nào cũng tán thán vạn đức hồng danh. Thì quý vị biết tán thán vạn đức hồng danh mười mấy năm nay thì duyên nó vậy cỡ nào. Nên khi nghe tịnh độ mà nói tịnh độ là hưng hực lửa lên vậy đó. Không phải đơn giản đâu trời. Chứ gặp mà duyên yếu là quý vị niệm Phật đi. Niệm Phật thù thắng lắm. Niệm Phật một đời giải thoát. Cố gắng nghe. Cố gắng niệm Phật nghe. Nó cứ nói nó lề á. Nó lề. Còn gặp mà nó hừng hực rồi là nó nói lên câu mạnh mẽ, quyết đoán. Hiểu không? Đó là tại do nó hành trì. Nó hành trì nên khi nó nói nó phát âm mạnh, quyết đoán. Còn thí dụ như bây giờ mình nói rề là mình chưa có hành trì được, thì từ nơi đó mình nói rề nhẹ chứ thôi, nói có lề hoặc là văn tự chư tổ sư cắt gọn khúc rồi nói lại thôi. Còn nếu như quý vị thật sự cảm giác được giống như uống nước nóng lạnh tự biết thì quý vị sẽ biết. Nên những đức nói câu Phật hiệu này hay lắm, quý vị thấy không? Những đức có nói cái gì những đức cũng chỉ, nếu mà nói về niệm Phật là ngược liền. Mà nếu quý vị mà nói cái gì cũng không quy về niệm Phật thì không có cửa ra. Những đức nói thật cho quý vị nghe, tất cả những người giảng pháp mà không nói tịnh độ, đố mà họ có cửa ra đấy. Họ có giảng 100 năm họ cũng không ra được. Vì sao? Vì họ ở trong lục đạo làm sao ra. Chỉ có tịnh độ, chỉ có câu Phật hiệu này mới gọi là vượt ra khỏi lục đạo luân hồi thôi, tiến thẳng về thế giới của Phật. Nếu như quý vị lấy niệm Phật làm chính, quý vị có giảng cái gì cũng phải quy về niệm Phật giải thoát, thì quý vị có cửa ra. Mà cái cửa A Di Đà Phật là cái cửa lớn nhất trong tất cả các cái cửa. Bây giờ tất cả chúng ta nghe tịnh độ gì rồi, quý vị thấy cuộc đời mình không còn cái gì khổ nữa chứ gì sao? Vì có cửa ra rồi. Dù khổ cỡ nào cũng có cửa rồi, nghèo cỡ nào cũng có đường đi rồi, xấu cỡ nào cũng có đường rồi, dốt cỡ nào cũng có đường rồi, bị tất cả mọi người bỏ hết bây giờ cũng có đường rồi, không còn khổ nữa. Xin thưa quý vị, cuộc đời quý vị đừng có lo cái đói chết. Không có chết đâu, đừng có lo. Con nghèo sơ, nghèo sát, nhà toàn là rác, không có không đói chết nữa.
vị yên tâm đi. Cái xã hội bây giờ là xã hội câu thúc. Quý vị đói chết là có người đến cho ăn à. Yên tâm. Còn nếu không ai cho ăn, những đức cho. Hiểu không? Thì khỏi cần lo nữa. Cuộc đời này bây giờ chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi vậy. Chúng ta nên giúp nhau tu. Nên cái khổ gì chúng ta vẫn còn con đường đến. Bây giờ quý vị thấy ba bốn ngôi chùa chúng ta đang phát triển thì quý vị nhất định là gì? Mỗi ngày nghe Phật pháp quý vị có đường. Không sao đâu. Con người do là chi cầu giàu sang quá nên chúng ta thấy mình không có đường thôi. Chứ nếu như con người biết đủ thì làm gì con người không có đường trời. Nhà có tiền bạc chút đỉnh mà do không biết đủ. Có tiền chút đỉnh rồi mà cứ lo là mai mốt hết tiền rồi sao? Cứ nghĩ vậy hoài mà cả đời con người chúng ta bận rộn trong cái bận rộn mà không thoát ra được. Chứ nếu như quý vị cảm giác rằng bây giờ có ăn vậy là cảm thấy đủ rồi thì được rồi. Cái sống lai rai vậy là được rồi. Rảnh rỗi đi chùa, lai rai thôi, không cần quan trọng quá. Còn con cái của mình thì mình dạy cho nó nghe đạo. Mọi đứa nó có phước hết trơn rồi. Nó có phước thì tự nhiên nó nhờ. Còn nó vô phước thì nó chịu. Bây giờ nó vô phước quý vị có năng nó lên năng cũng không được nữa. Cái đứa mà nó vô phước á thì quý vị có đem nó để trong đống vàng nó cũng bò lại đống phân à. Còn cái đứa mà nó có phước rồi quý vị có bỏ nó vô đống vàng, đống phân nó cũng bò lại đống vàng nữa. Con người ta mà có phước rồi quý vị bỏ đại bỏ càng cũng có người cứu giúp nữa. Còn con mà nó vô phước rồi quý vị dù có nâng đỡ nó thì cuối cùng nó vẫn là chui vô những cái chỗ khổ đau không. Nhớ nha. Mà chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta tổ chức cộng tu 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này rất đặc biệt quý vị. Lượng Phật tử về tu rất là đông. Và nghe chia sẻ Phật pháp xong và niệm Phật nó rất an lạc. Cái cách cộng tu này lợi ích lớn lắm. Từ người lớn cho đến trẻ em luôn. Được dự cái chương trình tu này đúng là thiện căn công đức thù thắng. Và chúng ta có thể cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân đặc biệt. Những đức tin chắc rằng là những cái chương trình tu này từ người sống lợi và hương linh thai nhi và tất cả những người chết chưa siêu thoát được lợi ích lớn dữ lắm quý vị ạ. Nên là chiều chúng ta tu thêm một thờ nữa và quý vị nên ở lại tu tiếp tục. Những ngày lễ ai ở được nên ở được tục. Đây là những cái nhân duyên đặc biệt để tu phước duyên thù thắng. Nên chúng ta về đây tu, nghe pháp xong cỡ mở tâm tư thì tất cả quán thân trái chủ đi theo chúng ta cũng cỡ mở tâm tư hết trơn. Và nương vào bổn nguyện để niệm Phật, chúng ta nương vào cái quay lực của Tam Bảo để mà mình tu. Nhờ Tam Bảo gia hộ mà đông người gì mà được bình yên. Và nhờ Tam Bảo phóng quang gia hộ mà tất cả người sống và người chết được lợi ích cực kỳ lớn. Nên chúng ta nương vào quay thần của Tam Bảo để mà tu rồi xong chúng ta cúng thí thực. Chúng ta không có năng lực gì nhưng chúng ta biết nương vào quay lực của Tam Bảo, của bổn nguyện Di Đà để mà mình cúng thí thực, để cho tất cả chư hương linh được hưởng nhờ. Và tất cả những quán thân trái chủ chúng ta đi theo chúng ta được hưởng nhờ cái công đức này. Và chắc chắn nhiều người niệm Phật như vậy thì quang minh phổ chiếu, quang minh Phật A Di Đà bao trùm soi gọi tìm người niệm Phật. Mà nhiều người niệm Phật như vậy thì quang minh phổ chiếu bao trùm ở đây thù thắng lắm. Nên chúng ta bước ra ngoài cúng thí thực nó vẫn còn cái âm hưởng của công đức niệm Phật. Nên tất cả những quán thân trái chủ hay tất cả những người chết sông chết suối hay chết bất đắc kỳ tử hay là dịch bệnh chết khắp nơi trên toàn thế giới và tất cả anh hùng liệt sĩ mà chết mà chưa được siêu, chúng ta nương vào những cái công đức tu và nương vào quay lực Tam Bảo để cầu nguyện và hồi hướng cho họ, để họ nương vào bổn nguyện Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đem công đức này nguyện cầu an cho người còn sống trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi đều được hưởng nhờ những công đức này, mà người nào cũng phát Bồ Đề tâm niệm Phật cả đời để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lìa khổ được vui. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai
chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid, và tất cả anh hùng liệt sĩ đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quyết chí niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tế như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết từ công, nguyện về tự công đức vô cập mơ nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình công, nguyện về tự công đức vô cập mơ nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện về tự công đức vô cập mơ nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những chú chim này được ở trong ngôi Tam Bảo, được quý Phật tử về chùa bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Được cái nhân duyên này rất là đặc biệt, và được quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra nên ở trong chùa niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị vô nhà ăn dùng cơm nha.